Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Tập 103. Hàng trăm tin nhắn nhắc nhở hắn có cuộc gọi nhỡ, nhưng nhìn vào số điện thoại, người gọi đến chủ yếu là Ninh Nhụy Nhụy, à, còn có gia đình của Triệu Thanh Thanh gọi tới nữa. Ngoài ra, Thạch Thuần cũng gọi rất nhiều. Tất nhiên, Lam Y Nhân cũng gọi đến. Vợ Y Y cũng nhớ ta sao? Hạ Thiên có chút ngạc nhiên, sau đó rất vui. Quả nhiên các nàng đều rất nhớ hắn, ngay cả tiểu muội chân dài cũng nhớ hắn. Vậy để cho các nàng nhớ lâu hơn một chút nha. Hạ Thiên không lập tức gọi điện thoại cho Y Tiểu Âm, Ninh Nhụy Nhụy cũng vậy, hắn quyết định đi tìm Lam Y Nhân trước. Một giờ sau, tập đoàn thần Y, trong văn phòng tổng giám đốc. Y Nhân tỷ, người có chắc là hành động kỳ lạ kia có thể không? Liễu Hàm nhịn không được hỏi, bây giờ hình như anh rể vẫn chưa gọi điện cho người đúng không? Liễu Vân Anh và Liễu Hàm vẫn đang đợi ở trong văn phòng của Lam Y Nhân. Hành động thần kỳ gì vậy? Một giọng nói có chút buồn bực truyền đến, vợ tiểu Y Y, nàng vừa làm chuyện thần kỳ gì sao? Nghe thấy giọng nói kia, Liễu Hàm nhìn người vừa mới xuất hiện trong phòng làm việc, Hạ Thiên, nàng sững sờ, điều đó thật sự là dùng được sao? Oa, anh rể, rốt cuộc là ngươi đi ra từ nơi nào vậy? Liễu Hàm có chút hưng phấn, về sau nếu ta muốn tìm ngươi thì chỉ cần nói một chút trước camera giám sát là được sao? Tất nhiên là không được rồi. Hạ Thiên nhìn Liễu Hàm, thản nhiên nói. Tại sao lại không được? Liễu Hàm có chút buồn bực. Bởi vì ngươi không phải là vợ của ta. Hạ Thiên coi như đó là điều đương nhiên, chỉ có vợ của ta mới tìm được theo cách này, những người khác đều không thể. Cái gì? Liễu Hàm bĩu môi, anh rể, ngươi như vậy là không đúng rồi. Ta là em vợ của ngươi, trong gia đình, anh rể phải đối xử rất tốt với em vợ chứ. Vợ tiểu Y Y, nàng rất nhớ ta sao? Hạ Thiên không thèm để ý tới Liễu Hàm, theo hắn thấy Hàm Hàm chính là một người dối trá. Không phải, Lam Y Nhân nói. Ồ, vợ tiểu Y Y, nàng không nhớ ta sao? Vậy thì ta đi đây. Hạ Thiên quay người chuẩn bị rời đi. Tất nhiên là vì vợ tiểu Y Y không nhớ hắn, vậy hắn vẫn nên đi tìm vợ Y Y hoặc tiểu muội chân dài. Ai, anh chờ một chút đã. Lam Y Nhân có chút sở khóc sở cười. Một tay nàng giữ chặt lấy Hạ Thiên, chồng à, anh nghe ta nói hết đã. Không phải là ta không nhớ anh, nhưng bây giờ các nàng còn đang tìm anh có việc. Các nàng, Hạ Thiên nhìn Liễu Hàm, vợ tiểu Y Y, Hàm Hàm là một kẻ dối trá. Bất kể nàng nói gì cũng không được tin. Còn về chuyện này, hả, đây không phải là cây trúc gầy sao? Sao ngươi lại làm cho bộ ngực lớn như vậy? Anh rể, bây giờ nam nhân đều ưa thích nữ nhân lớn ở đây. Nên ta dùng vài sản phẩm kia của ngươi đấy. Liễu Vân Anh có chút buồn bực, vậy mà người anh rể này vẫn còn nhớ rõ hồi đó ngực nàng nhỏ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhưng lớn quá nhìn không đẹp. Hạ Thiên thuận miệng nói, nhưng dù sao ngươi cũng không xinh đẹp nên như bây giờ ngược lại là có nét riêng, tìm bạn trai chắc sẽ dễ dàng hơn, đúng rồi, ngươi đã có bạn trai chưa? Anh rể, ta nói cho ngươi biết, chị hai có rất nhiều bạn trai. Bạn trai của nàng còn nhiều hơn bạn gái của ngươi, ai, không đúng, hình như ngươi không có bạn gái, ta nên nói là bạn trai mà chị hai tìm còn nhiều hơn vợ của anh rể nữa đấy. Hàm Hàm lập tức bán đứng Liễu Vân Anh đang đứng ở bên cạnh, thời điểm nhanh nhất là một tuần chị hai đổi một bạn trai, nhưng bây giờ thì chậm hơn một chút, khoảng một tháng đổi bạn trai một lần. Này, Hàm Hàm đáng chết, ngươi dám nói bậy về ta ở đây. Ta nào có đổi bạn trai nhanh như vậy. Liễu Vân Anh có chút không vui, trước đây ta từng có bạn trai nhưng đã là chuyện 3 năm trước rồi. Đúng, kể từ khi ngươi bị bạn trai lừa dối, ngươi đã bắt đầu cứ một tuần đổi một bạn trai. Hàm Hàm cười hì hì nói, nhưng ta đã rồi chị hai, ánh mắt của ngươi thật sự không tốt lắm, mấy bạn trai mà ngươi tìm đều là nam nhân cặn bã cả. Hàm Hàm, ngươi là một cẩu độc thân, ngươi có biết nam nhân cặn bã là gì không? Liễu Vân Anh liếc nhìn Hàm Hàm một cái, được rồi, đừng nói nhảm nữa. Ta muốn nói chuyện chính sự với anh rể. Ồ, đúng rồi, chính sự. Hàm Hàm nhìn Hạ Thiên, anh rể, chị hai ta và ta đã gặp phải một chuyện rất kỳ lạ. Có một người lạ gọi điện thoại cho chúng ta, châm ngòi ly gián mối quan hệ giữa chúng ta và ngươi. Chúng ta lại không quen, tại sao người đó lại đi châm ngòi mối quan hệ của chúng ta chứ? Hạ Thiên có chút buồn bực. Lúc này, Hàm Hàm có chút không nói nên lời, người anh rể này quá đả kích người khác, lại còn nói không quen các nàng. Chồng à, anh vẫn nên nghe các nàng nói chuyện cụ thể một chút đi. Lam Y Nhân ở bên cạnh nói. Được rồi,
Chuyện kia đối với Hạ Thiên không thành vấn đề. Hiện tại tâm trạng của hắn rất tốt. Đầu tiên là mỹ nữ nổ đệ kia đã chơi với hắn lâu như vậy. Bây giờ hắn lại biết hai cô người vợ tiểu và tiểu muội chân dài đều nhớ hắn, nên tự nhiên tâm trạng của hắn lại càng tốt hơn. Cái kia, anh rể, ta sẽ không nói chi tiết với ngươi. Dù sao thì chính là đối phương biết được các ngươi là người tu tiên, rồi nói cho ta biết những lợi ích khác nhau của người tu tiên, còn nói rõ ràng là ngươi cũng có thể khiến cho ta trẻ mãi không già nhưng lại vẫn cứ không làm như vậy, cuối cùng xúi dục ta tìm cách trở thành người tu tiên gì đó. Ta cố tình giả vờ rằng mình không hiểu gì cả, sau đó đề nghị người kia gặp mặt. Đáng tiếc là người kia không đồng ý. Liễu Vân Anh vội nói, ta đã hỏi người kia rốt cuộc muốn ta làm cái gì, nhưng đến bây giờ hắn vẫn chưa nói, hắn chỉ nói là để cho ta suy nghĩ thêm. Đúng vậy, lúc đầu chị hai còn nghĩ đợi sau này sẽ nói với anh rể để tìm cách nói chuyện lại với người kia, nhưng hôm nay ta cũng nhận được điện thoại rồi. Hàm Hàm bĩu môi, người kia còn nói với ta là cha bị anh rể hại chết đó, nói anh rể nhìn chúng vẻ đẹp của mẹ, ta nhổ vào. Lúc đó ta đã mắng hắn. Ta xinh đẹp đáng yêu như vậy mà anh rể còn không cần ta, tại sao còn muốn mẹ ta chứ, ai nha, không được, chị hai, ngươi ngàn lần đừng bao giờ nói lời đó cho mẹ biết. Hàm Hàm, có phải đầu óc ngươi lại bị hư rồi không, ngươi đang nói bậy gì đấy? Liễu Vân Anh liếc nhìn Hàm Hàm một cái, nha đầu này cả ngày cứ như nha đầu điên vậy, chẳng trách từ nhỏ nàng đã thích chơi với người cô dị thường của mình. Liễu Vân Anh nhìn về phía Hạ Thiên rồi tiếp tục nói, anh rể. Tóm lại là chúng ta nghi ngờ có người đang định gây bất lợi cho ngươi, hơn nữa những người kia chắc chắn biết rõ về ngươi, vì vậy chúng ta nghĩ ngươi nên đề phòng một chút. Đúng vậy, anh rể, nếu bọn hắn đều gọi điện thoại cho ta và chị hai, vậy hơn phân nửa là bọn hắn cũng đã gọi cho những người khác nữa. Nếu không cẩn thận thực sự sẽ có người bị bọn hắn thuyết phục đó. Hàm Hàm ở bên cạnh nói. Ồ, không sao cả, mặc kệ người kia gọi điện thoại nói các ngươi làm cái gì, ngươi cứ việc đồng ý. Sau đó thì nói cho ta biết là được. Hạ Thiên cũng không quan tâm chuyện đấy lắm. Hắn cảm thấy hơn phân nửa là do cái tổ chức diệt thần kia đang quấy rối. Anh rể, ngươi yên tâm, có tin tức ta sẽ nói cho ngươi biết đầu tiên. Hàm Hàm trả lời ngay rồi lại chớp chớp mắt nhìn Hạ Thiên. Anh rể, ngươi thấy ta ngoan như vậy, hay thuận tiện ngươi cũng biến ta thành người tu tiên được không? Hàm Hàm, ngươi đừng lộn xộn. Liễu Vân Anh trừng mắt nhìn Hàm Hàm. Ta không có lộn xộn. Ta chỉ muốn lấy chút lợi ích từ anh rể mà thôi. Hàm Hàm cười hì hì, nói không chừng tâm trạng của anh rể tốt sẽ lập tức cho ta trở thành người tu tiên nha. Nói đến đây, Hàm Hàm lại hướng về phía Hạ Thiên nở một nụ cười xinh đẹp, anh rể, ngươi nói ta có nói đúng không? Không đúng, Hạ Thiên không chừa cho Hàm Hàm chút mặt mũi, ta sẽ không biến ngươi thành người tu tiên đâu. Anh rể, ngươi đối xử với ta không tốt chút nào. Hàm Hàm bĩu môi, chờ lúc chị hai và cô ta trở về. Ta sẽ đi cáo trạng với các nàng. Thôi, anh rể, chúng ta đi trước đây, nếu có tin tức gì chúng ta sẽ liên lạc với ngươi. Liễu Vân Anh trực tiếp kéo Hàm Hàm đi. Anh rể, lần sau ta lại đến tìm ngươi nha. Hàm Hàm có chút không muốn rời đi, nhưng có vẻ như nàng không khỏe bằng Liễu Vân Anh, cuối cùng vẫn bị kéo đi. Mà khi hai người vừa biến mất ở cửa ra vào, cuối cùng Lam Y Nhân cũng không nhịn được hỏi, chồng à, sao lại có nhiều người biết đến sự tồn tại của người tu tiên như vậy? Nên là không có bao nhiêu người biết mới đúng. Hạ Thiên lắc đầu, thần tiên tỷ tỷ và những người khác vẫn luôn kiểm soát những tin tức đó, trên cơ bản là không để cho người ngoài biết được. Cây Trúc Gầy và Hàm Hàm có biết một chút, nhưng chắc cũng không biết cụ thể. Chỉ có điều, bây giờ nhìn lại xem ra cũng có vài người đã biết đến chuyện này. Hạ Thiên dừng một chút, lại nói, nhưng không sao, biết thì biết thôi. Mị Nhi và Băng Băng đều nói không thể để người bình thường biết những chuyện kia. Nhưng nếu có cực ít người biết thì sẽ không sao hết, vì sẽ không ai tin là thật, vợ tiểu nàng không cần lo lắng về điều đó. Thực ra, cho dù tất cả mọi người đều biết, đó cũng không phải là vấn đề lớn. Hạ Thiên thuận tay ôm lấy Lam Y Nhân rồi nói, vợ tiểu hình như nàng gầy đi một chút rồi. Những ngày này nàng quá nhớ ta sao? Ta không gầy, Lam Y Nhân có chút sở khóc sở cười. Cho dù nàng thực sự đã gầy đi thì đó cũng là vì mệt. Hoàn toàn không phải vì nhớ tới hắn. Cảm thấy chồng mình lại muốn làm loạn, Lam Y Nhân lập tức nói, chồng à, anh đừng làm vậy, Y Tiểu Âm đang tìm anh đấy, có vẻ như rất gấp, anh nên gọi điện thoại cho nàng ấy trước đi. Vì tìm anh, nàng cũng tìm đến nơi này, chắc là có việc gấp lắm. Thật sao, Hạ Thiên có chút ngạc nhiên, bây giờ vợ Y nhớ ta như vậy sao?
Hạ Thiên nghĩ, lại nói, vì nàng nhớ ta như vật, hãy để nàng nhớ thêm một lúc nữa đi, như thế thì sẽ càng nhớ ta hơn. Lam Y Nhân có chút không nói nên lời, nàng xem như đã hiểu, người chồng này muốn Y Tiểu Âm lại gọi điện thoại cho hắn. Đúng rồi, chồng à, lần này ngươi đã đi đâu vậy? Sao điện thoại không liên lạc được? Lam Y Nhân có chút hiếu kỳ hỏi. Ta và Thanh Thanh đi núi Thanh Phong chơi. Hạ Thiên cũng không giấu giếm, ở đó không có tín hiệu, nhưng có Internet. Lần sau nếu như vợ của Tiểu Y Y không tìm thấy ta thì có thể nhắn tin trên mạng cho ta. Thanh Thanh, Lam Y Nhân lại càng chú ý tới cái tên đấy hơn, có phải là Triệu Thanh Thanh không? Đúng vậy, nàng ấy cũng vừa trở về với ta, nhưng nàng ấy đã đi về nhà trước rồi. Hạ Thiên mới nói đến đây thì chuông điện thoại vang lên, mà nhìn tên người gọi tới lại chính là Triệu Thanh Thanh gọi. Sư phụ, ta đã về đến nhà rồi, ba mẹ đang chuẩn bị công khai xử lý tội ta đây, ta không đi tìm ngươi được rồi. Rõ ràng là trong giọng nói của Triệu Thanh Thanh có chút hương vị làm nũng, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta đâu, dù sao thì bọn hắn cũng không có cách nào bắt ta lại. Ừ, ta không lo lắng, cùng lắm thì ta sẽ đánh cha ngươi một trận. Hạ Thiên thuận miệng nói. Đừng nha, ta đã nói với ngươi một tiếng rồi, ta cúp điện thoại trước đây. Triệu Thanh Thanh nhanh chóng cúp máy. Nàng thật sự lo lắng sư phụ nàng sẽ chạy tới nhà đánh ba của mình. Triệu Thanh Thanh vừa bước ra khỏi phòng ngủ thì nhìn thấy ba đang đi về phía nàng, mà bên cạnh ba nàng còn có một nữ nhân đi theo, đó là một nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp. Thanh Thanh, nữ nhân trẻ tuổi mỉm cười với Triệu Thanh Thanh. Tiểu Lạc, Triệu Thanh Thanh hơi kinh ngạc, người tới đây bao giờ vậy? Triệu Thanh Thanh biết nữ nhân đó, bởi vì nàng với nữ nhân này, kỳ thực cũng xem là người một nhà. Nữ nhân kia gọi là Tần Tiểu Lạc, mà nam nhân của nàng, cũng họ Triệu, tên là Triệu Hiểu Trác, Triệu công tử tiếng tăm lừng lẫy của kinh thành nhà họ Triệu. Triệu Thanh Thanh và Triệu Hiểu Trác và Tần Tiểu Lạc thật ra cũng không tính rất quen, có điều đã từng giao tiếp qua lại không ít, nhưng nơi gặp mặt, kỳ thực về cơ bản đều là ở kinh thành, mà trong ấn tượng của Triệu Thanh Thanh, cho dù là Triệu Hiểu Trác hay Tần Tiểu Lạc, kỳ thực cũng không có từng đến thành phố Giang Hải. Kỳ thực ta cũng vừa tới không bao lâu, nói đến cũng khéo. Đúng lúc gặp phải ngươi về nhà. Tần Tiểu Lạc nhẹ nhàng nở nụ cười, Thanh Thanh, ngươi đúng là càng ngày càng đẹp. Lời đấy của Tần Tiểu Lạc nghe vào rất giống nịnh nọt, nhưng sự thật đúng là, bây giờ Triệu Thanh Thanh, thực sự xinh đẹp hơn so với trước kia, còn có phong tình hơn, càng có vị nữ nhân hơn. Đương nhiên, Tần Tiểu Lạc kỳ thực cũng rất xinh đẹp, mặc dù bây giờ kém một chút so với Triệu Thanh Thanh, nhưng chỗ thua kém thật ra cũng không phải vô cùng lớn. Thanh Thanh, Tiểu Lạc muốn ở Giang Hải ở vài ngày, người tiếp đón nàng ấy cẩn thận, dẫn nàng ấy ra ngoài đi một chút, nàng ấy vẫn chưa đi sông Giang Hải nữa. Lúc này, Triệu Bình Lương mở miệng ra nói. Biết rồi, ba, Triệu Thanh Thanh đối với chuyện này cầu còn không được, nàng đang lo lắng cha nàng sẽ nói ra những lời không hay về sư phụ của nàng. Tiểu Lạc, vậy ta sẽ không tự mình chiêu đãi ngươi được rồi, con gái các ngươi cùng một chỗ sẽ thuận tiện hơn, có chuyện gì, ngươi nói với Thanh Thanh là được rồi. Triệu Bình Lương lại nói một câu, tiếp đó rất tự giác rời đi. Này, Tiểu Lạc, người đến thật sự quá tốt, người muốn đi chơi nơi nào? À, đúng, nếu không thì trước tiên ta dẫn người đi ăn cơm, sau đó chúng ta lại đi chơi. Triệu Thanh Thanh rất cao hứng. Được, nghe nói ở đây không thiếu món ăn ngon, trước đó ta vẫn còn muốn tới đây chơi, đáng tiếc Hiểu Trác đều không chịu tới đây. Tần Tiểu Lạc nhẹ nhàng nở nụ cười. À, Tiểu Lạc người đợi ta một chút. Ta thay một bộ quần áo mới. Triệu Thanh Thanh vừa trở về, còn chưa kịp thay quần áo, bây giờ nàng vẫn đang mặc bộ lễ phục dạ hội kia, mặc dù rất xinh đẹp, nhưng kỳ thật không hợp để ra ngoài đi dạo cho lắm. Trước kia lúc cùng ở chung với Hạ Thiên, Triệu Thanh Thanh làm cho bản thân xinh đẹp nhất, bây giờ là theo Tần Tiểu Lạc ra ngoài chơi, nàng quyết định ăn mặc đơn giản một chút. Rất nhanh, Triệu Thanh Thanh đã đổi sang bộ quần áo thể thao rộng rãi quen thuộc trước đó nàng mặc, có điều, nàng rất nhanh phát hiện vóc người của bản thân dường như thật sự đã thay đổi tốt hơn không ít, bây giờ cho dù mặc quần áo thể thao vào, cũng không giống với trước kia. À, ta quả nhiên là càng ngày càng dễ nhìn, Triệu Thanh Thanh rất hài lòng. Mấy phút sau, Triệu Thanh Thanh và Tần Tiểu Lạc cùng đi ra khỏi đại trạch nhà họ Triệu, mấy vị nam nữ mặc Âu phục lập tức đón tiếp, bọn họ rõ ràng đều là bảo vệ của Tần Tiểu Lạc. Ở trong đại trạch của nhà họ Triệu, bọn họ sẽ không đi theo Tần Tiểu Lạc, bây giờ Tần Tiểu Lạc chuẩn bị ra ngoài. Bọn họ đương nhiên phải đi theo. Này, Tiểu Lạc, không cần mang các nàng theo, có ta bảo vệ ngươi rồi. Triệu Thanh Thanh mở miệng ra nói. À, các
Các ngươi ở lại nơi này đi. Tần Tiểu Lạc dặn dò một câu. Trên xe, hai người bắt đầu nói chuyện phiếm. Này, Tiểu Lạc, ta vẫn rất hiếu kỳ, vì sao Triệu Hiểu Trác lại không bao giờ tới Giang Hải vậy? Lần này, hắn lại để một mình ngươi tới, điều đó không khoa học nha, ta thế nhưng nghe nói hai người các ngươi bình thường chính là đều ở chung với nhau. Triệu Thanh Thanh có chút hiếu kỳ hỏi. Hắn à, thật ra là không dám tới đó. Tần Tiểu Lạc nhẹ nhàng nở nụ cười, hắn có bóng ma trong lòng đối với một người ở đó. Dừng lại một chút, Tần Tiểu Lạc tiếp tục nói, kỳ thực cũng không cần lừa gạt ngươi đâu, Hiểu Trác chính là sợ Hạ Thiên, vì Hạ Thiên ở Giang Hải, hắn vẫn luôn không muốn tới đây, chính là sợ không cẩn thận gặp phải Hạ Thiên. Như thế à, Triệu Thanh Thanh có chút ngạc nhiên, sư phụ đáng sợ như thế sao? Theo lý thuyết sư phụ đều sẽ không đánh hắn mà. Ngược lại cũng không phải sợ đánh, chính là, ở trước mặt Hạ Thiên, hắn một chút mặt mũi đều không có. Tần Tiểu Lạc lắc đầu, nam nhân mà, lúc nào cũng muốn có thể diện, đặc biệt là bản thân Hiểu Trác vốn là người rất hiếu thắng, nhưng, hắn biết mình không cách nào so được với Hạ Thiên, nên không đành lòng gặp mặt Hạ Thiên, cho nên, tới bây giờ hắn vẫn chưa đặt chân tới Giang Hải. Như vậy à, ha ha, cũng đúng, sư phụ lợi hại lắm, hơn nữa nha, cũng chưa bao giờ cho người khác mặt mũi, không dễ tiếp xúc. Triệu Thanh Thanh cười rất vui vẻ, bởi vì nàng không tự giác nhớ lại thời gian những ngày vui vẻ ở chung vừa qua với Hạ Thiên, làm cho nàng không kiềm được hạnh phúc. Thanh Thanh, nói về sư phụ của ngươi, ta cũng nói thật với ngươi, người trong nhà không cần thiết che che lấp lấp, nguyên nhân ta tới Giang Hải, thật ra chính là đến vì chuyện của sư phụ ngươi. Tần Tiểu Lạc quay đầu nhìn Triệu Thanh Thanh, vẻ mặt có chút nghiêm túc. À, Triệu Thanh Thanh rõ ràng có chút ngoài ý muốn, Tiểu Lạc, ngươi là tới tìm sư phụ ta sao? Không phải, ta là tới tìm ngươi, nhưng chuyện tình, cùng sư phụ ngươi, cũng chính là có liên quan đến Hạ Thiên. Tần Tiểu Lạc chậm rãi nói, Thanh Thanh, những ngày này, liên quan tới chuyện ngươi, trên mạng có rất nhiều, thật ra chúng ta đều đang nhìn chằm chằm, đối tượng xì căng đan của ngươi, người khác không hiểu rõ, nhưng chúng ta có thể đoán được, mà ngươi trong khoảng thời gian này lại đột nhiên biến mất, cũng khiến chúng ta lo lắng một chút, ngoài ra, Hiểu Trác còn gọi điện thoại cho cha ngươi, có một số việc, chúng ta về cơ bản đã có thể xác định. Dừng một chút, Tần Tiểu Lạc tiếp tục nói, nhưng, ta vẫn muốn tự mình tìm chứng cứ ở nơi ngươi một chút, Thanh Thanh, ngươi bây giờ thật sự ở cùng một chỗ với Hạ Thiên, đúng không? Đúng vậy, ta đã nói chuyện đó với cha ta. Triệu Thanh Thanh gật đầu, nàng hào phóng thừa nhận, Tiểu Lạc, làm sao các ngươi lại quan tâm chuyện đó vậy? Thanh Thanh, việc này, chúng ta không quan tâm không được nha. Tần Tiểu Lạc thở dài, Vũ Cơ và Yêu Yêu đột nhiên không thấy, Hạ Thiên vẫn còn ở đây, mặc dù Hạ Thiên nói các nàng đi du lịch nơi nào đó. Nhưng chúng ta đều biết rất rõ, chuyện kia không bình thường lắm, mà đối với toàn bộ nhà họ Triệu chúng ta, đây cũng là một chuyện rất lớn. Tần Tiểu Lạc nhẹ nhàng thở ra một hơi, tiếp tục nói, Thanh Thanh, mặc dù ngươi bình thường không thể nào quản lý chuyện trong gia tộc, nhưng kỳ thật ngươi cũng rất thông minh, ngươi chắc hiểu rõ, vì sao quan hệ giữa gia tộc bọn ta mật thiết với Hạ Thiên, đó đều là vì có Vũ Cơ và Yêu Yêu, một khi hai người bọn họ xảy ra vấn đề, chuyện kia. Tiểu Lạc, các ngươi có phải suy nghĩ nhiều rồi hay không? Vũ Cơ tỷ và Yêu Yêu sẽ không xảy ra vấn đề, nếu các nàng thật xảy ra vấn đề, sư phụ đã sớm nôn nóng muốn chết. Triệu Thanh Thanh nhịn không được nói. Thanh Thanh, ngươi nói như vậy, chúng ta cũng hiểu rõ, nhưng đứng ở góc độ trong gia tộc, chúng ta lúc nào cũng phải chuẩn bị tình huống xấu nhất. Tần Tiểu Lạc nói rất chân thành, tóm lại, chúng ta biết cha mẹ ngươi không quá ủng hộ ngươi và Hạ Thiên cùng một chỗ, nhưng bên phía gia tộc lại rất ủng hộ ngươi. Tiểu Lạc, ta hiểu rõ ý nghĩ của ngươi. Triệu Thanh Thanh không ngốc, nàng biết bên phía nhà họ Triệu đang lo lắng cái gì, rõ ràng, trong quan hệ giữa nhà họ Triệu và Hạ Thiên, muốn nói chặt chẽ cũng rất chặt chẽ, nhưng trên thực tế, loại chặt chẽ này, là xây dựng ở trên người hai vị công chúa xinh đẹp nhà họ Triệu. Bây giờ, hai người bọn họ đột nhiên biến mất không còn tăm tích, nhà họ Triệu đương nhiên lo lắng. Đối với nhà họ Triệu, bây giờ Triệu Thanh Thanh và Hạ Thiên ở cùng một chỗ, quả thực là chuyện cực tốt. Nói trắng ra là, nếu ngộ nhớ Triệu Vũ Cơ và Yêu Yêu xảy ra chuyện gì, ít nhất còn có Triệu Thanh Thanh nàng. Thanh Thanh, ngươi cũng không cần có gánh nặng gì trong lòng, làm chuyện ngươi thích là tốt rồi. Tần Tiểu Lạc mỉm cười, tìm một cơ hội hỏi Hạ Thiên một chút, Vũ Cơ và Yêu các nàng đến cùng đi nơi nào, ta tin tưởng, bây giờ Hạ Thiên sẽ nói thật với ngươi. Khe khẽ thở dài, Tần Tiểu Lạc lại nói, Thanh Thanh, bậc cha chú trong nhà rất lo lắng an toàn của hai người bọn họ. Bên phía anh hai cũng rất lo lắng.
thật ra ta đã hỏi qua rồi. Triệu Thanh Thanh mở miệng nói ra, Tiểu Lạc, không phải ta không muốn nói cho ngươi biết tình hình cụ thể, chỉ là, nói ra ngươi cũng không cách nào hiểu, nhưng ngươi có thể nói cho hiểu chắc còn có những người khác, tất cả mọi người đều rất an toàn, các nàng chỉ là đi tới một chỗ khá đặc biệt, à, một người bình thường không cách nào đến chỗ đó, còn các nàng lúc nào trở về, đây là sự thật không cách nào xác định được. À, tốt lắm, ta sẽ nói lại nguyên văn cho hiểu chắc. Tần Tiểu Lạc thở ra một hơi thật dài, ta trước tiên gọi điện thoại cho Hiểu Trác, để cho hắn yên tâm, sau đó, chúng ta có thể yên tâm đi chơi. Tần Tiểu Lạc bắt đầu gọi điện thoại, mà giờ khắc này, trong cao ốc thần y, Hạ Thiên đã ôm Lam Y Nhân tiến vào bên trong phòng ngủ. Hắn vẫn cảm thấy vợ Tiểu Y Y đã gầy đi, nhưng Lam Y Nhân không thừa nhận, thế là hắn quyết định nghiêm túc kiểm tra một chút. Sau mấy giờ kiểm tra tỉ mỉ, Hạ Thiên rút ra kết luận, xác thực gầy một chút. Có điều ở chỗ gầy nên gầy, eo có hơi nhỏ. Còn Lam Y Nhân nói mình không ốm, kỳ thực cũng không có sai, vì trên cân nặng là không ốm, nguyên nhân rất đơn giản, chỗ nên mập, nàng mập hơn một chút. Nói tóm lại, chính là dáng người tốt hơn, cho nên Hạ Thiên quyết định khen thưởng một chút cho vợ Tiểu Y Y này, đáng tiếc là, đúng lúc đó, điện thoại của Lam Y Nhân lại vang lên. Chồng trước tiên ta nhận điện thoại đã, Lam Y Nhân cầm điện thoại qua. Xem xét lại phát hiện dãy số rất quen thuộc, này, lại là Y Tiểu Âm gọi tới, nếu không thì anh nghe đi. Vợ Tiểu Y Y, nếu vợ Y Y gọi điện thoại cho nàng, vậy nàng vẫn nên nhận đi. Hạ Thiên lại không có nghe điện thoại. Lam Y Nhân có chút im lặng, nhưng vẫn nhận điện thoại. Vẫn không có liên lạc được với hắn sao? Điện thoại vừa kết nối, Y Tiểu Âm đã mở miệng hỏi. Ngươi không biết trực tiếp gọi điện thoại cho anh ấy sao? Lam Y Nhân tức giận nói. Y Tiểu Âm có thể nói chuyện cẩn thận chút hay không? Nàng cũng không phải là thuộc hạ của nàng ta. Không sai, vợ Y Y, nàng nên trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Hạ Thiên ở bên cạnh bổ sung một câu. Nghe điện thoại, Y Tiểu Âm có chút nổi nóng, tên khốn này rõ ràng ngay ở bên cạnh, lại còn để cho nàng ta gọi điện thoại. Vợ Y Y, bây giờ ta có chút bận, vợ Tiểu Y Y, cúp điện thoại đi. Hạ Thiên lười biếng nói một câu, tiếp theo trực tiếp tắt điện thoại của Lam Y Nhân. Một giây sau, chuông điện thoại lại vang lên. Không có gì bất ngờ, cuộc gọi này là Y Tiểu Âm gọi tới, hơn nữa là gọi cho Hạ Thiên. Vợ Y Y, hóa ra nàng thật sự nhớ ta à? Lần này Hạ Thiên nhanh chóng nhận điện thoại, mà hắn vừa nói xong, Lam Y Nhân không nhịn được cắn Hạ Thiên một cái. Thật ra Lam Y Nhân thỉnh thoảng sẽ ghen tị, người chồng biến thái của nàng thật sự muốn ăn đòn, thường xuyên ôm nàng như vậy rồi tán tỉnh người khác, chẳng kiêng nể chút nào. Ngươi có bệnh à, ta tìm ngươi có việc gấp, không có tâm trạng đùa với ngươi đâu. Y Tiểu Âm rất tức giận, tên khốn kia lúc không có việc gì thì thích quấy rầy nàng, đợi nàng thật sự có việc tìm hắn, ngược lại hắn lại không xuất hiện. Vợ Y Y, ta không ốm, thân thể của ta bây giờ rất tốt, không tin nàng tới thử xem. Hạ Thiên cười hì hì nói. Lam Y Nhân ở trong lòng tỏ vẻ tán thành, thân thể của chồng quả thật rất tốt, nàng vừa mới thử qua. Ta không muốn nói nhảm với ngươi. A Cửu đã mất tích nhiều ngày như vậy, mãi chẳng có tin tức, ngươi mau đi tìm nàng ấy đi. Y Tiểu Âm tức giận nói. Vợ Y Y, việc gấp mà nàng nói chính là tìm Cửu Nha Đầu sao? Hạ Thiên có chút khó hiểu, Cửu Nha Đầu tự đi chơi, chờ đến khi nào nàng ấy không muốn chơi nữa, tự nhiên sẽ trở về thôi, nàng không cần đi tìm nàng ấy đâu. Từ trước tới nay A Cửu vẫn chưa bao giờ mất tích lâu như vậy mà không có tin tức, lỡ như nàng ấy xảy ra chuyện gì thì sao? Y Tiểu Âm có chút buồn bực, tóm lại ngươi lập tức nghĩ cách tìm nàng ấy về cho ta, ta nhất định phải xác nhận A Cửu hiện giờ vẫn ổn. Y Tiểu Âm ngừng một chút, lại nói thêm, còn nữa, đoạn trailer trong bộ phim lúc trước, câu nói đó, cuối mùa khai giảng, thần chiến bắt đầu, nếu là thật vậy thì bây giờ tổ chức diệt thần chắc đã hành động rồi, có lẽ bọn hắn cũng sẽ tìm A Cửu gây phiền phức. Vợ Y Y, hóa ra nàng thật sự rất quan tâm đến ta. Hạ Thiên lập tức vui vẻ, đừng lo. Tổ chức diệt thần gì đó đã sớm hành động rồi, ta không sợ bọn hắn đâu. Tóm lại ngươi mau tìm A Cửu đi, Y Tiểu Âm nói xong rồi cúp máy, tâm trạng của nàng có vẻ không tốt lắm. À, vậy thì tìm đi, Hạ Thiên đối với chuyện kia cũng không quan tâm, cách mà hắn tìm A Cửu cũng rất đơn giản, chính là nhắn tin bảo bé ngoan tìm người. Lúc trước việc đó đều do Tiểu Yêu Tinh làm, còn bây giờ cứ để bé ngoan làm là được rồi. Nếu bảo hắn tự mình đi tìm người thì thật ra hắn cũng hoàn toàn không biết làm sao tìm được. Dù sao thế giới lớn như vậy, hiện giờ hắn cũng không phải là cao thủ độ kiếp kỳ, không
không thể quét nhìn toàn bộ thế giới. Gửi tin xong, Hạ Thiên lại tiếp tục chứng minh tố chất thân thể tuyệt vời của mình trên người Lam Y Nhân. Thật ra, Hạ Thiên nói không sai, A Cửu quả thật đi giải sầu một mình, ít nhất là bây giờ, nàng không có chuyện gì. Từ sau khi tách ra khỏi Hạ Thiên ở núi tuyết, A Cửu bắt đầu chuyến du lịch một mình, mấy ngày đầu, nàng rời xa trần thế, luôn đi đến những vùng núi hẻo lánh, ngay cả đồ ăn cũng dùng chim bay cá nhảy để giải quyết, nhưng không lâu sau, A Cửu đã trở về với đám đông. A Cửu phát hiện ra bản thân tuy muốn yên tĩnh, nhưng thật ra chỉ muốn tránh xa người quen, mà chủ yếu là tránh xa Hạ Thiên, đồng thời, cũng rời xa khỏi vị tiểu thư được người ta tôn xưng là Y Tiên một chút. Vì thế, A Cửu đã thay toàn bộ quần áo, một thân váy trắng xinh đẹp lúc trước đã bị nàng trực tiếp vứt bỏ, bây giờ A Cửu ăn mặc rất giản dị, áo phông, quần bò, thêm đôi giày thể thao, chưa kể đến, ăn mặc thế này thật ra có hơi giống Hạ Thiên. Mang ba lô nhỏ trên lưng, đầu búi tóc, A Cửu cứ như vậy bắt đầu chuyến du lịch thật sự, thoạt nhìn, nàng có hơi giống kiểu du khách chuyên đi du lịch khắp nơi, hơn nữa còn không mang theo tiền, chuyên ăn nhờ uống nhờ ngủ nhờ. Đương nhiên, A Cửu sẽ không đi tìm người ăn nhờ uống nhờ, càng không đi ngủ nhờ, nàng cũng không phải thật sự không có tiền, nàng có nhiều tiền, nhưng nàng không đi xe mà chỉ luôn đi bộ, điều đó khiến người khác hiểu lầm rằng nàng không có tiền. Không, luôn có những chiếc xe chủ động dừng lại bên cạnh A Cửu, muốn chở nàng đi một đoạn đường, đương nhiên, khó mà nói được đó hoàn toàn là lòng tốt muốn đưa nàng đi hay vì có mục đích nào khác. Mấy năm gần đây, một số tài xế chuyên cho những nữ hài tử xinh đẹp đi nhờ xe lúc đi du lịch, nhưng thường thường cũng không phải cho người ta đi nhờ không như vậy, có vài người sẽ nhân cơ hội làm vài chuyện hơi quá đáng, nhắc đến những tình trạng quá đáng kia, có lời đồn rằng không ít nữ hài tử vẫn sẽ đồng ý. Lời đồn lúc đi du lịch rất nhiều, nhưng những lời đồn đấy, hiển nhiên đều không hợp với A Cửu không cần ngồi xe, nàng có thể đi rất nhanh, mà thoạt nhìn nàng cũng đi như những người bình thường, chỉ vì nàng không có điểm đến rõ ràng, vì thế thật ra là nàng đi khắp nơi không có mục đích, đi đến bất cứ nơi nào muốn đi. Đôi khi buổi tối sẽ ở khách sạn, đôi khi sẽ ở bên ngoài, còn chuyện ăn cơm, bây giờ nàng đã không ăn vài ngày, nhưng hiện tại, A Cửu đang ăn cơm. Chỗ này là một thị trấn nhỏ, không nổi tiếng gì cả, ở đây cũng không phải là thành phố du lịch gì, nhưng trong lúc vô tình A Cửu đã đi đến đây, phát hiện nơi đây thật ra không tồi, non xanh nước biếc, không khí trong lành, đương nhiên, có lẽ vì nơi này không nổi tiếng, mới có không khí tốt như vậy. Trong thị trấn bây giờ rất náo nhiệt, không tính là đặc biệt tấp nập, nhưng cũng là người xe qua lại, có rất nhiều chỗ ăn uống, A Cửu tùy tiện tìm một quán ăn nhỏ, sau đó tùy ý gọi vài món ăn, rồi vừa uống trà vừa đợi đồ ăn dọn lên. Trà ở đây miễn phí, A Cửu cảm thấy mùi vị không tệ, có lẽ vì trước đây chưa từng uống qua loại này, dù sao cũng phải biết rằng, trong mấy năm qua, tuy A Cửu là một nha hoàn trên danh nghĩa, nhưng mức sống thường ngày của nàng vẫn không kém những thiên kim hào môn thật sự chút nào. A Cửu phát hiện bản thân rất thích cuộc sống như bây giờ, có lẽ cho đến bây giờ, nàng mới được là nàng, một A Cửu với tính cách độc lập, còn trước kia, nàng chẳng qua chỉ là nha hoàn của Y Tiểu Âm. Cho dù Y Tiểu Âm không coi nàng là nha hoàn, nhưng trong tiềm thức của bản thân nàng, luôn luôn không thể thoát khỏi thân phận nha hoàn kia, giống như một dấu vết đã khắc sâu vào linh hồn nàng. Mà dường như cho tới bây giờ, nàng mới thật sự tỉnh ngộ, thật ra từ trước tới nay, nàng vẫn luôn muốn có cuộc sống của chính mình, thật ra nàng không muốn chỉ là một thuộc hạ. Tóm lại, A Cửu thích trạng thái như bây giờ, ở một mình, nhẹ nhàng thoải mái, tự do tự tại, không cần phải nghĩ xem Y Tiên tiểu thư có tốt không, cũng không cần quan tâm nam nhân Hạ Thiên kia đang phóng đãng với ai, tất cả mọi thứ, dường như đều đã không liên quan gì tới nàng nữa. Thế giới rộng lớn như vậy. Nàng chỉ muốn đi khắp nơi xem, nói một cách khá thịnh hành, nàng đang tìm kiếm con người thật của mình. Về phần khi nào trở về, A Cửu vẫn chưa từng nghĩ tới, thậm chí, nàng có trở về hay không, nàng cũng không biết. Tâm trạng hiện giờ của A Cửu có thể nói là không tệ, khoảng thời gian qua, có thể nói là khoảng thời gian yên bình nhất trong 30 năm của nàng, mà nàng rất hưởng thụ sự yên bình này. Nói một cách thích hợp hơn là sự yên tĩnh. Sự yên tĩnh của tâm hồn. Nhưng một giây tiếp theo, sự yên tĩnh đó đã bị phá vỡ. Một người lặng lẽ không một tiếng động ngồi xuống phía đối diện với A Cửu, đúng vậy, lặng lẽ không một tiếng động, ngay cả A Cửu cũng không nhận ra. Phải biết rằng, hiện giờ A Cửu đã là người tu tiên có cấp bậc kim đan kỳ, người bình thường đừng nói tới việc tiếp cận gần, cho dù có cách nàng rất xa, nàng vẫn có thể nhận ra, cho dù lúc này nàng không có nhiều tính cảnh giác,
nhưng vẫn không đến mức để một người bình thường ngồi xuống đối diện mới nhận ra được. Điều kia chỉ có thể chứng minh một chuyện, đây không phải là người bình thường. Nhưng người này thật ra trông rất bình thường. Mặt mũi cân đối, nhưng cũng chỉ cân đối mà thôi, không xấu, nhưng cũng tuyệt đối không thể nói là xinh đẹp. Đó là một nữ nhân ăn mặc rất bình thường, ăn mặc giản dị không khác A Cửu lắm, nhưng xét dung mạo thì kém A Cửu rất xa, nhưng nếu chỉ nhìn dáng người thì nữ nhân này không tệ, ít nhất thân hình rất cân đối, cơ bản cũng có thể nhìn thấy đường cong cơ thể. Nhưng dáng người cũng không được như A Cửu. Nhưng cả người A Cửu lại không tự chủ được căng thẳng, bây giờ, nàng cảm nhận được sự nguy hiểm không thể giải thích được, mà nàng phát hiện bản thân hoàn toàn không nhìn ra được tu vi của đối phương. Cho dù trước mặt Hạ Thiên, nàng dường như cũng không có loại cảm giác đó, trong nháy mắt, nàng thậm chí còn cảm thấy nữ nhân vừa xuất hiện này còn mạnh hơn Hạ Thiên. A Cửu tiểu thư, đừng căng thẳng, ta không có ác ý. Nữ nhân mở miệng, giọng nói rất ôn hòa, nhưng khẩu âm có chút kỳ lạ. Nghe có vẻ hơi quái gì, lời đầu tiên ta tự giới thiệu một chút, ta tên là Nam Cung Tú, thật ra ta đã đi theo ngươi được một khoảng thời gian rồi. Nữ nhân tự xưng là Nam Cung Tú nói đến đây thì mỉm cười, sau đó tiếp tục nói, thật ra lúc ngươi và Hạ Thiên xuất hiện ở Tuyết Sơn, ta đã ở đó rồi, sau khi ngươi rời khỏi Tuyết Sơn, ta vẫn luôn theo sau ngươi, trong khoảng thời gian qua, ta đã thích nghi với thế giới này của các ngươi, ta nghĩ bây giờ ngươi chắc đã biết rồi, ta không phải là người của thế giới này. Nhưng ta cũng không phải là kẻ thù của ngươi. Ngươi đến từ đâu? Sắc mặt của A Cửu hơi thay đổi. Không phải là người của thế giới này. Thật ra A Cửu mơ hồ biết rằng, trong số những nữ nhân của Hạ Thiên, có vài người hình như cũng đến từ thế giới khác, mà bây giờ, những nữ nhân đó của hắn, hình như đã đi đến một thế giới khác, chẳng lẽ, nữ nhân tên là Nam Cung Tú này, cũng đến từ thế giới đó sao? Thật ra ngoài thế giới này của các ngươi, còn có rất nhiều thế giới khác, mà ta chỉ là đến từ một trong những thế giới đó mà thôi. Ngươi có lẽ chưa từng nghe nói đến tên của thế giới kia, nhưng ở một thế giới khác, ngươi có lẽ đã nghe nói qua, thế giới đó được gọi là Tiên Vân Đại Lục, mà trước khi ta tới thế giới này của các ngươi, cũng đã từng đến Đại Lục Tiên Vân. Nam Cung Tú cười nhạt, A Cửu tiểu thư, ta cũng không giấu giếm gì ngươi, sở dĩ ta đi theo ngươi, là muốn tìm cơ hội thích hợp để nói chuyện với ngươi, cụ thể là nói về chuyện của Hạ Thiên. Chuyện gì, tâm trạng A Cửu hơi chấn động, Nam Cung Tú đó lại biết Hạ Thiên sao? Mà Tiên Vân lục địa trong miệng Nam Cung Tú, chắc là thế giới mà những nữ nhân của Hạ Thiên đã đi đến. A Cửu tiểu thư, người có thể vẫn chưa nhận ra được rằng, ngươi, còn có Hạ Thiên, đang ở trong một hoàn cảnh rất nguy hiểm. Nam Cung Tú nhìn A Cửu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, còn ta, thật ra tới đây để giúp các ngươi. Nam Cung tiểu thư, trước tiên, ta vẫn chưa biết ngươi là ai. Thứ hai, ta cũng không biết bây giờ ta có nguy hiểm gì, cuối cùng, nếu ngươi đến tìm Hạ Thiên, thì ta đề nghị ngươi trực tiếp đi tìm hắn, không cần tới tìm ta. A Cửu đã bình tĩnh lại, nàng mơ hồ nhận ra, người mà Nam Cung Tú thật sự muốn tìm, thật ra là Hạ Thiên. Mà người này rốt cuộc có ác ý hay không thì A Cửu vẫn không xác định được, trên thực tế, nàng không tin nàng ta tới để giúp đỡ. Thời buổi này, chưa từng có ai vô duyên vô cớ đến giúp đỡ, tất cả đều vì mục đích khác. Rốt cuộc thì thiên hạ này không có bữa trưa nào miễn phí cả. A Cửu tiểu thư, thật ra giữa chúng ta có thể thẳng thắn một chút, không sai, ta quả thật tới tìm Hạ Thiên, trên thực tế, ta đã đến thế giới này của các ngươi được một khoảng thời gian rồi, mà ta đã đi theo bên cạnh Hạ Thiên cũng được một khoảng thời gian. Nam Cung Tú tự tốn nói, trước khi ngươi rời khỏi núi tuyết, thật ra ta vẫn luôn đi theo Hạ Thiên, nhưng sau đó, ta lựa chọn âm thầm quan sát ngươi, và hôm nay ta mới quyết định nói chuyện thẳng thắn với ngươi. Lúc này, phục vụ dọn đồ ăn lên, còn chủ động đưa thêm bát đũa cho Nam Cung Tú, đợi sau khi người phục vụ rời đi, Nam Cung Tú mới tiếp tục nói, A Cửu tiểu thư, sở dĩ ta lựa chọn nói chuyện với ngươi trước, nguyên nhân thật ra rất đơn giản, bởi vì sau khi ta quan sát Hạ Thiên một khoảng thời gian, phát hiện người kia rất khó đoán, nói đơn giản hơn một chút, hắn không phải là một người lý trí. Ngươi cảm thấy ta dễ nói chuyện hơn sao? Giọng của A Cửu rất bình tĩnh, nàng lại lần nữa nhận ra rằng, Nam Cung Tú quả thật không phải là người bình thường, người này không chỉ đi theo nàng, trước đó còn đi theo Hạ Thiên, mà bất luận là nàng hay Hạ Thiên, hiển nhiên hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của Nam Cung Tú. Điều đó cũng có nghĩa là, phán đoán của nàng không sai, Nam Cung Tú không chỉ mạnh hơn nàng, mà còn mạnh hơn Hạ Thiên. A Cửu tiểu thư, thật ra, ta muốn cho ngươi một cơ hội có thể thật sự quyết định cuộc đời của ngươi. Nam Cung Tú cười nhạt,
vừa rồi ta nói rằng ta đến đây để giúp các ngươi, nhưng thật ra nói chính xác hơn là ta đến để giúp ngươi. Nam Cung Tú ngừng một chút, bổ sung thêm, còn muốn giúp Hạ Thiên hay không, quyền quyết định nằm trong tay ngươi. Nam Cung tiểu thư, ta vẫn không hiểu rốt cuộc ngươi muốn làm gì. A Cửu cầm đũa lên, bắt đầu ăn cơm, nếu ngươi không thể nói thẳng hơn chút, ta hy vọng ngươi đừng làm phiền ta dùng bữa. Không sao, A Cửu tiểu thư, ngươi cứ ăn đi, ta từ từ nói rõ cho ngươi biết. Nam Cung Tú cười nhạt, ta tin rằng sau khi ngươi ăn xong bữa trưa này, có thể chính thức đưa ra quyết định. A Cửu không nói gì, dáng vẻ chuyên tâm ăn cơm. Ở thế giới này của các ngươi, có không ít lời đồn về những dị giới hay các không gian song song khác, mà khoa học ở thế giới này của các ngươi cũng tin rằng trong bầu trời đầy sao kia, trên những tinh cầu mà các ngươi có thể hoặc không thể nhìn thấy bằng mắt thường, có những loài người hoặc sinh vật khác sinh sống. Nam Cung Tú bắt đầu chậm rãi nói, mà ta có thể nói cho ngươi biết, thật ra, trên lý thuyết, những điều đó đều đúng, có tồn tại những dị giới khác, cũng tồn tại cả những không gian song song, mà trong vũ trụ này của các ngươi, quả thật có tồn tại những tinh cầu khác có loài người sinh sống. A Cửu đối với những điều kia rõ ràng không cảm thấy có gì đặc biệt, vẫn đang ăn cơm. Thật ra đối với các ngươi mà nói, bất kể là không gian khác cũng được, hay những tinh cầu khác, về cơ bản đều là dị giới, bởi vì dựa vào năng lực của loài người trên tinh cầu các ngươi không thể đến được những nơi đấy. Nam Cung Tú tiếp tục bắt đầu thuật lại, nhưng thật ra có vài người, có thể đi đến bất cứ nơi đâu. Ngươi đang nói đến người tu tiên sao? Cuối cùng A Cửu cũng nói một câu. Đúng vậy. Thật ra đối với những người được gọi là người tu tiên cũng có rất nhiều loại, có một số nơi gọi là người tu chân, một số nơi gọi là thần, còn một số nơi lại gọi là người tu tiên, hoặc những tên gọi khác. Nam Cung Tú khẽ gật đầu, thế giới của các ngươi là một thế giới tôn sùng khoa học kỹ thuật, mà ta cũng biết trong vũ trụ này, có rất nhiều tinh cầu khoa học kỹ thuật rất phát triển, nhưng trên thực tế, đối với người tu tiên mà nói, dù thế giới có khoa học kỹ thuật phát triển đến mức nào cũng đều là một thế giới cấp thấp. Người tu tiên các ngươi luôn cảm thấy bản thân rất cao cấp sao? A Cửu hừ lạnh một tiếng. A Cửu tiểu thư, thật ra ngươi phải nói là người tu tiên chúng ta, dù sao thì ngươi cũng là người tu tiên. Nam Cung Tú cười nhạt, ngoài ra, có một câu ngươi đã nói sai rồi, không phải chúng ta cảm thấy bản thân cao cấp hơn, mà trên thực tế người tu tiên quả thật cao cấp hơn. Nam Cung Tú khẽ cười, tiếp tục nói, A Cửu tiểu thư, ta biết ngươi có chút oán hận đối với Hạ Thiên. Ngươi cảm thấy hắn dùng năng lực của người tu tiên muốn làm gì thì làm, đặc biệt là đối với ngươi, còn làm rất nhiều chuyện đối với vị tiểu thư mà ngươi rất tôn trọng, nhưng có một số sự thật ngươi nhất định phải hiểu rõ, chính là người tu tiên quả thật cao cấp hơn. Nam Cung tiểu thư, ngược lại ta rất muốn biết, vì sao người tu tiên lại cao cấp hơn? Chẳng lẽ năng lực càng mạnh thì càng cao cấp hơn sao? A Cửu lạnh lùng nói. A Cửu tiểu thư, chúng ta hãy nói đến thế giới của các ngươi đi. Các người phát triển y thuật vì để loài người có tuổi thọ dài hơn, các người phát triển giao thông vì muốn để các người có thể đi đến nơi xa nhanh hơn, các người nghiên cứu các loại vũ khí vì muốn có thể nhanh chóng tiêu diệt kẻ thù. Nhưng tuổi thọ của loài người các người hiện giờ cao nhất cũng chỉ hơn 100 tuổi mà thôi, mà các người ngồi máy bay đến một nơi khác cũng cần thời gian rất dài. Còn về vũ khí mạnh nhất ở đây, muốn hủy diệt toàn bộ thế giới cũng cần rất nhiều rất nhiều. Hơn nữa trên thực tế không thể thật sự hủy diệt được toàn bộ thế giới. Nam Cung Tú bắt đầu đưa ra ví dụ, nhưng đối với người tu tiên, những chuyện đấy thật sự không đáng nhắc đến. Khẽ lắc đầu, Nam Cung Tú tiếp tục nói, một người tu tiên cấp thấp nhất đã có thể sống hơn 100 tuổi, mà tốc độ phi hành của người tu tiên còn nhanh hơn máy bay rất nhiều, còn muốn hủy diệt thế giới, người có biết rất nhiều người tu tiên có thể hoàn toàn làm cho một tinh cầu biến mất, không còn lại chút gì không? Điều đó vẫn chỉ để chứng minh năng lực của người tu tiên mạnh hơn mà thôi, cũng không có nghĩa các ngươi cao cấp hơn. A Cửu lạnh lùng nói. A Cửu tiểu thư, ta biết trong lòng ngươi vẫn coi mình là một người bình thường, điều này thật ra rất tốt, bởi vì như vậy chúng ta càng có cơ sở hợp tác hơn. Nam Cung Tú cười nhạt, ta cũng không muốn tranh luận với ngươi xem rốt cuộc ai cao cấp hơn, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, có một tổ chức rất mạnh, một tổ chức tập hợp toàn bộ người tu tiên, được gọi là Liên minh Tu Tiên, bọn hắn quản lý tất cả những thế giới này. Và bọn hắn sẽ xếp hạng tất cả các thế giới có văn minh tu tiên càng cao thì cấp bậc sẽ càng cao. Vậy ngươi muốn nói với ta rằng, thế giới này của chúng ta, cấp bậc rất thấp sao? Giọng của A Cửu có chút chế giễu. A Cửu tiểu thư, thật ra, thế giới của các ngươi, vốn dĩ chỉ có một số hiệu, hơn nữa còn bị bọn hắn xếp vào loại vùng đất bỏ hoang. Nam Cung Tú cười nhạt, bởi vì rất nhiều năm trước, thế giới này,
đã bị nhận định rằng không tồn tại văn minh tu tiên. Nếu đã như vậy, vậy vì sao ngươi còn đến đây? A Cửu hỏi ngược lại. Nguyên nhân rất đơn giản, cách đây không lâu, Liên minh tu tiên đã phát hiện dao động sức mạnh bất thường xuất hiện ở Tiên Vân Đại Lục, sau đó phát hiện một thế giới tu tiên vốn dĩ có cấp bậc không cao lại xuất hiện rất nhiều tu tiên giả cao cấp, sau đó đã phái người tiến hành điều tra, cuối cùng đã chú ý đến thế giới của các ngươi. Nam Cung Tú chậm rãi nói, đương nhiên, những người quản lý cấp cao của Liên minh tu tiên, thật ra vẫn không để ý lắm đến chỗ các ngươi như vậy, cũng vì như vậy nên chỉ phái một nhân vật nhỏ như ta, thật ra đây là may mắn của các ngươi. Hóa ra Nam Cung tiểu thư cũng chỉ là một nhân vật nhỏ thôi sao? Giọng của A Cửu lại có vài phần mỉa mai. Ta đương nhiên chỉ là một nhân vật nhỏ thôi. Nam Cung Tú đối với lời này lại rất bình tĩnh, đối với người tu tiên mà nói, ở thế giới khô kiệt linh khí của các ngươi, dù chỉ ở lại một phút thôi, thật ra cũng không phải trải nghiệm dễ chịu gì đâu. Một người tu tiên có thân phận có địa vị sẽ không đến chỗ các ngươi đâu, mà nếu thật sự có một người như vậy không may đến đây, vậy thì các ngươi sẽ càng xui xẻo thêm mà thôi. Vẻ mặt của Nam Cung Tú đột nhiên trở nên nghiêm túc, bởi vì những người tu tiên đó, sẽ vì tâm trạng không tốt hơn nữa còn muốn nhanh chóng rời khỏi thế giới này, sẽ không tiến hành bất cứ điều tra thực tế nào cả, thậm chí có thể trực tiếp hủy diệt thế giới của các ngươi. Đối với những người như bọn hắn mà nói, nơi đây của các ngươi có tồn tại hay không căn bản không hề quan trọng. Sắc mặt của A Cửu hơi thay đổi, ngươi đang uy hiếp ta sao? Không, A Cửu tiểu thư, ta chỉ muốn để ngươi biết rõ thực tế. Cũng muốn để ngươi biết tầm quan trọng của việc hợp tác với ta. Nam Cung Tú chậm rãi nói, ít nhất, ta vẫn đang quan tâm đến sự sống chết của những người bình thường ở nơi đây, dù sao ở Liên minh tu tiên, ta cũng chỉ là người tu tiên cấp thấp nhất. Nam Cung tiểu thư, trên thực tế, cho đến bây giờ, ngươi vẫn chưa nói rốt cuộc ngươi đến đây để làm gì. A Cửu đặt đôi đũa xuống, nàng không còn thèm ăn nữa rồi. Ta được lệnh đến điều tra vì sao thế giới này lại xuất hiện nhiều người tu tiên cường đại như vậy, mà trên thực tế, ta đã biết được nguyên nhân rồi. Nam Cung Tú chậm rãi nói, nếu ta báo cáo nguyên nhân thật sự lên cấp trên, vậy thì đối với thế giới này của các ngươi mà nói, sẽ chìm trong tai họa thôi. Nếu ngươi vẫn không tin kết quả ta điều tra được thì bây giờ ta có thể nói cho ngươi biết, ta biết là do Hạ Thiên, mà Hạ Thiên là người duy nhất có thể thi triển nghịch thiên bát châm. Nếu ngươi đã biết Hạ Thiên và nghịch thiên bát châm, ngươi nhất định cũng đã có cách đối với chuyện đó đúng không? A Cửu chậm rãi nói, suy cho cùng, ngươi vẫn muốn hợp tác với Hạ Thiên, đúng không? Không, A Cửu tiểu thư, ta đã nói rồi, ta muốn hợp tác với ngươi, còn việc ngươi muốn thuyết phục Hạ Thiên hợp tác với chúng ta, hay chúng ta cướp lấy nghịch thiên bát châm từ trong tay Hạ Thiên, điều này thật ra do ngươi quyết định. Nam Cung Tú thản nhiên nói, thi triển nghịch thiên bát châm cần thể chất đặc biệt, nhưng thật ra cũng không phải là không có cách giải quyết. Chỉ là hơi phiền phức chút thôi, nếu ngươi có thể thuyết phục được Hạ Thiên, hoặc khống chế Hạ Thiên, như vậy thì chúng ta có thể đơn giản hơn một chút. Nói tới đây, Nam Cung Tú nhìn chằm chằm A Cửu, chậm rãi nói, bây giờ vấn đề duy nhất chính là, A Cửu tiểu thư, bắt đầu từ bây giờ ngươi có muốn nắm quyền chủ đạo tất cả không? Khống chế Hạ Thiên, nàng chủ đạo tất cả. Trong lòng A Cửu hơi chấn động, cuối cùng nàng nhận ra một chuyện. Chính là bất luận Nam Cung Tú rốt cuộc tới đây làm gì đi nữa nhưng chắc chắn nàng ta không có ý tốt với Hạ Thiên, mà đây mới chính là nguyên nhân quan trọng nhất để Nam Cung Tú đến tìm nàng hợp tác. Nói như vậy, thật ra, ngươi đến để đối phó với Hạ Thiên, mà ngươi cảm thấy rằng ta sẽ giúp ngươi, vì ta vẫn luôn rất căm hận Hạ Thiên, đúng không? A Cửu nhìn Nam Cung Tú, chậm rãi hỏi. Không, thật ra ta không cảm thấy hiện giờ ngươi đang rất căm hận Hạ Thiên. Nam Cung Tú lắc đầu, có lẽ ngươi từng rất hận hắn, nhưng hiện giờ ngươi đối với hắn giống như trong trạng thái yêu hận xen lẫn nhau, thật ra như vậy rất tốt, nếu ngươi chỉ đơn thuần hận hắn, ngược lại mọi chuyện không dễ làm như vậy, ngươi hiện giờ mới là ngươi trong điều kiện tốt nhất, cũng là đối tượng ta muốn hợp tác nhất. Nam Cung tiểu thư, ta thấy ngươi nghĩ nhiều rồi, ta đối với Hạ Thiên không có tình yêu gì cả. A Cửu có chút tức giận, về phần hận, đó cũng là quá khứ rồi, hiện giờ ta không muốn liên quan đến hắn. Ngươi muốn khống chế Hạ Thiên cũng được, thuyết phục Hạ Thiên cũng được, đều có thể tự làm đi, đừng tới tìm ta nữa. A Cửu tiểu thư, thật ra ngươi rất rõ, mấy ngày nay thoạt nhìn ngươi rất tự do, nhưng ngươi cảm thấy, ngươi sẽ thật sự tự do sao? Nam Cung Tú cười nhạt, nói đơn giản, ngươi thật sự cảm thấy Hạ Thiên sẽ cho ngươi tự do sao? Lùi lại một bước mà nói, cho dù ngươi không muốn dính dáng đến Hạ Thiên, không muốn quan tâm những chuyện kia, nhưng ngươi thật sự không quan tâm đến vị tiểu thư kia của ngươi sao? Chuyện đó thì liên quan gì đến tiểu thư?
sắc mặt của A Cửu hơi thay đổi. Nếu ta lựa chọn cách tệ nhất để giải quyết chuyện nghịch thiên bát châm, thì ta có thể nói cho ngươi biết rằng, trong trường hợp tốt nhất, tinh cầu này sẽ không bị hủy diệt, nhưng tất cả những người có liên quan đến nghịch thiên bát châm, đều sẽ không có kết quả tốt. Nam Cung Tú chậm rãi nói, có lẽ ta có thể cầu xin cho ngươi, nhưng đó đã là giới hạn của ta, vị tiểu thư kia của ngươi chắc chắn sẽ không chạy thoát được đâu, cho dù mục tiêu của chúng ta là Hạ Thiên, nhưng nàng vẫn sẽ bị ảnh hưởng. A Cửu lạnh lùng nhìn Nam Cung Tú, trong đôi mắt hiện rõ sự phẫn nộ, nữ nhân tên Nam Cung Tú này rõ ràng đang uy hiếp. A Cửu tiểu thư, ta thật sự không phải đang uy hiếp ngươi, ta chỉ để ngươi biết được tình huống tệ nhất thôi. Nam Cung Tú dường như biết A Cửu đang nghĩ gì, nói đơn giản, thật ra ta cũng không muốn hợp tác với Hạ Thiên, nhưng ta đến thế giới này một chuyến, không muốn trở về như vậy. Nghịch Thiên Bát Châm là một loại tiên thuật rất thần kỳ, mà tiên thuật như vậy thật ra không xứng để một nam nhân như Hạ Thiên sở hữu nó. A Cửu không nói gì, nếu một tháng trước, thậm chí nửa tháng trước thôi, nàng có thể sẽ hoàn toàn không do dự chút nào đồng ý với điều kiện của Nam Cung Tú, nhưng hiện giờ, nàng lại bắt đầu do dự. Nàng không biết cuối cùng vì lý do gì, rõ ràng nàng căm hận Hạ Thiên mười mấy năm, rõ ràng nàng từng nghĩ cách để Hạ Thiên chết đi, nhưng hiện giờ, dường như thật sự có một cơ hội như vậy, nhưng ngược lại nàng lại bắt đầu do dự. A Cửu tiểu thư, thật ra hiện giờ, chúng ta có ba lựa chọn đầu tiên là ngươi đi thuyết phục Hạ Thiên hợp tác với ta, dùng thế tấn công dịu dàng của ngươi, hắn rất có thể sẽ đồng ý, lỡ như một mình ngươi không được, có thể để tiểu thư nhà ngươi giúp đỡ xem, lựa chọn đó khá đơn giản. Nhưng kết quả ta nghĩ ngươi cũng hiểu rõ, cuối cùng ngươi và vị tiểu thư kia của ngươi đều sẽ trở thành đồ chơi của Hạ Thiên. Nam Cung Tú bắt đầu phân tích. A Cửu không nói gì, nhưng từ tận đáy lòng, thật ra cơ bản đồng ý với lời giải thích của Nam Cung Tú. Loại tình huống thứ hai là ngươi đến khống chế Hạ Thiên sẽ trở thành con rối của ngươi, ngươi nói gì nghe nấy, ngươi muốn bảo hắn làm gì, hắn đều sẽ làm. Nam Cung Tú tiếp tục nói, theo ý kiến cá nhân của ta. Đây là lựa chọn không tồi với ngươi, ngươi và tiểu thư nhà ngươi đều sẽ có được tự do, mà nếu ngươi thích Hạ Thiên, vẫn có thể bảo hắn ở bên cạnh ngươi, chẳng qua hắn trở thành đồ chơi của ngươi, ngươi sẽ nắm quyền chủ động. A Cửu vẫn không nói gì, nhưng trong lòng lại vẫn có chút đồng ý, như vậy hình như thật sự không tồi. Còn về loại tình huống thứ ba, sẽ khá phức tạp, chúng ta phải hoàn toàn cướp lấy nghịch thiên bát châm của Hạ Thiên, bao gồm cả băng hỏa linh thể của hắn. Trong mắt Nam Cung Tú hiện lên một tia lãnh khốc, loại tình huống này, người chắc có thể tưởng tượng ra, Hạ Thiên sẽ chết, ngoài ra, xác suất thành công tương đối nhỏ, nhưng dù sao muốn cướp được thể chất đặc biệt của một người không phải là chuyện dễ dàng làm được. Các ngươi có thể cướp được thể chất đặc biệt của một người sao? Cuối cùng A Cửu không nhịn được mở miệng. Đương nhiên, đối với người tu tiên mà nói, thật ra không có gì không thể. Giọng của Nam Cung khá chắc chắn, chỉ cần tìm được cách thích hợp. Chuyện gì cũng có thể thực hiện. Nam Cung tiểu thư, ta giả sử những lời ngươi nói đều là thật, vậy thì ta có một câu hỏi. A Cửu nhìn Nam Cung Tú, vì sao ngươi không dứt khoát tự mình khống chế Hạ Thiên, để hắn trở thành con rối của ngươi đi? Muốn biến người khác thành con rối, thực ra cũng không phải là chuyện dễ dàng, dù công lực của ta mạnh hơn Hạ Thiên, nhưng chúng ta cần Hạ Thiên cam tâm tình nguyện làm tất cả mọi chuyện, bởi vậy, chuyện đó không thể hoàn toàn dựa vào vũ lực để ép buộc được. Nam Cung Tú cười nhạt, đương nhiên, chúng ta có một vài phương pháp khá đặc biệt, có thể biến một người thành con rối, mà cách kia cần có A Cửu tiểu thư ngươi giúp đỡ, hoặc một nữ nhân khác hỗ trợ, là một nữ nhân mà Hạ Thiên thích, mà nếu nữ nhân này biết một ít y thuật lại càng tốt. Nếu ta không hợp tác với ngươi, ngươi sẽ đi tìm tiểu thư nhà ta, đúng không? A Cửu chậm rãi hỏi. Không, A Cửu tiểu thư, nếu ngươi không hợp tác, có lẽ ta sẽ trực tiếp dùng cách thứ ba. Nam Cung Tú cười nhạt, nhưng có vẻ tạm thời ngươi chưa thể đưa ra quyết định nhỉ, ta sẽ cho ngươi thời gian để suy nghĩ. Nói tới đây, Nam Cung Tú đứng lên, A Cửu tiểu thư cứ suy nghĩ kỹ một chút, đợi đến lúc ngươi ăn tối, ta nghĩ ta sẽ lại xuất hiện. Lời còn chưa dứt, Nam Cung Tú đột nhiên biến mất. Lần này, mặc dù A Cửu đã có chuẩn bị, nhưng nàng vẫn không thấy được Nam Cung Tú đã rời đi thế nào. Điều đấy cũng làm A Cửu lại hiểu ra một chuyện. Cho dù những gì Nam Cung Tú nói là giả thì vẫn có chuyện là thật, đó là thực lực của Nam Cung Tú rất mạnh, còn mạnh hơn nhiều so với nàng và Hạ Thiên. Nói cách khác, nếu Nam Cung Tú muốn giết nàng hay giết Hạ Thiên, có lẽ sẽ rất dễ dàng. A Cửu đồng thời hiểu ra một chuyện khác, đó là những ngày tháng tự do tự tại của nàng đã đến lúc kết thúc rồi. Vài phút sau, A Cửu thanh toán hóa đơn rồi rời khỏi quán ăn,
tiếp tục đi trên con đường của thị trấn nhỏ, mà tâm trạng của nàng lại bắt đầu trở nên tồi tệ. Mà lúc này, Hạ Thiên còn đang ở Giang Hải, tâm trạng vẫn rất tốt, nguyên nhân rất đơn giản, vợ Tiểu Y Y của hắn rất nghe lời, hơn nữa dáng người còn siêu đẹp, còn đẹp hơn dáng người của đồ đệ mỹ nữ mà hắn rất thích chơi đùa kia. Có lẽ là vì đã lâu không gặp, Lam Y Nhân cũng rất nhiệt tình, còn nhiệt tình hơn so với lúc trước, bất kể nàng có bằng lòng thừa nhận rằng bản thân nhớ Hạ Thiên hay không, ít nhất thân thể của nàng vẫn rất thành thật. Lúc này, điện thoại lại vang lên, tuy Hạ Thiên khá bận rộn, nhưng vẫn nhanh chóng nhận điện thoại, nguyên nhân rất đơn giản, cuộc gọi do Triệu Thanh Thanh gọi tới. Sư phụ, là ta đây, ta đang ở bên ngoài chơi với Tiểu Lạc, người có biết Tiểu Lạc không? Chính là bạn gái của Triệu Hiểu Trác. Ngươi nhớ ra chưa? Ta tìm ngươi không có việc gì, ta chỉ muốn gọi điện thoại cho ngươi, thuận tiện báo cho ngươi biết, tối nay có lẽ ta sẽ không về với ngươi đâu. Ta cúp máy trước đây. Triệu Thanh Thanh cúp máy sau vài phút nói điện thoại với Hạ Thiên. Còn Tần Tiểu Lạc kia, Hạ Thiên vẫn có chút ấn tượng, chủ yếu là hắn còn nhớ đến Triệu Hiểu Trác, nên sẽ nhớ đến Tần Tiểu Lạc. Cúp điện thoại, Hạ Thiên còn muốn tiếp tục bày tỏ nỗi nhớ nhung với vợ Tiểu Y Y một chút. Nhưng di động của hắn lại vang lên, lần này là bé ngoan gửi tin nhắn đến cho hắn. Tin nhắn rất đơn giản, chính là một bức ảnh, còn có một địa chỉ. Người trong ảnh là A Cửu, hơn nữa, A Cửu đang ăn cơm, đương nhiên, là ăn cơm trưa. Bé ngoan tìm người vẫn rất nhanh, Hạ Thiên lẩm bẩm một mình, chà, có muốn nói cho vợ Y Y biết không? Chồng à, A Cửu nhà anh hình như có người mới rồi. Lúc này, Lam Y Nhân lại ghé vào bên tai Hạ Thiên. Nhẹ giọng yếu ớt nói, anh xem trên bức ảnh đi tuy chỉ có một người, nhưng trên bàn có đến hai bộ chén đũa, nói cách khác, thật ra nàng ăn cơm với người khác. Vợ Tiểu Y Y, cho dù Cửu nha đầu ăn cơm với người khác cũng không có gì lạ. Hạ Thiên thuận miệng nói, hắn vẫn không cảm thấy ăn một bữa cơm với người khác là có tình cảm được. Nhưng Hạ Thiên thật sự có chút tò mò. Nhưng Cửu nha đầu đi xa như vậy thì ăn cơm với ai chứ? Nàng vốn không quen ai. Hạ Thiên lẩm bẩm một mình, bỏ đi, ta hỏi bé ngoan một chút. Hạ Thiên nhanh chóng gửi tin nhắn cho bé ngoan, mà lần này bé ngoan trả lời tin nhắn rất nhanh. Không biết, đáp án không khiến Hạ Thiên hài lòng lắm. Vì sao không biết hả? Hạ Thiên có chút khó hiểu. Lúc này, bé ngoan nhanh chóng gửi đáp án, camera bị che lại. Chồng à, xem ra thật sự có vấn đề rồi. Dáng vẻ Lam Y Nhân như thể chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn, chuyện đó thật ra cũng rất bình thường. Dù sao quan hệ giữa A Cửu và Y Tiểu Âm cũng không tốt. Xem ra thật sự không ổn rồi. Bây giờ, Hạ Thiên lại có chút nghi ngờ, Cửu nha đầu ăn cơm với người khác cũng không sao, nhưng vì sao lại bị che camera lại chứ? Chồng à, nha đầu nhà anh không nghe lời lắm nha. Lam Y Nhân cười hì hì, cái này có lẽ là cố ý trốn anh và Y Tiểu Âm rồi, sau đó chạy đi gặp người yêu đây mà. Không đâu, tính khí của A Cửu xấu như vậy. Trừ ta ra sẽ không có người nào muốn nàng. Hạ Thiên nghiêm túc nói, hơn nữa ánh mắt nàng còn rất cao, trừ ta ra, nàng cũng sẽ không vừa mắt người khác. Lam Y Nhân nhất thời còn có chút không nói nên lời, người chồng này đúng là rất tự tin. Nhưng hiện giờ Cửu nha đầu có thể thật sự có chút vấn đề, ta phải đi xem. Hạ Thiên bắt đầu mặc quần áo, nếu không nàng ấy thật sự xảy ra chuyện, vợ Y Y có thể sẽ trách ta. Chồng đi nhanh như vậy sao? Giọng của Lam Y Nhân hơi nũng nịu, có vẻ hơi không nỡ. Hạ Thiên quay đầu nhìn một cái, cảm thấy vợ Tiểu Y Y rất quyến rũ động lòng người, thế là hắn lập tức đổi ý. Cha, Cửu nha đầu chắc sẽ không xảy ra chuyện nhanh như vậy, ta vẫn nên một lát lại đi. Sau khi Hạ Thiên nói xong, hắn đã quay đầu lại, bổ nhào vào Lam Y Nhân. Chiều nay, A Cửu không có rời khỏi thị trấn nhỏ đó, vừa đi trên phố một lát đã nhìn thấy một quán cà phê. Ngồi ở quán cà phê cả một buổi chiều. Thực ra đối với một người tu tiên như A Cửu, rõ ràng nàng không cần cà phê để sảng khoái tinh thần, nhưng chiều nay, A Cửu đã uống 5 tách cà phê, dường như nàng cần cà phê giúp nàng suy nghĩ, đối với nàng, quyết định tiếp theo chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của nàng trong suốt quãng đời còn lại. A Cửu đã dành một buổi chiều trong quán cà phê, mà khi A Cửu định yêu cầu người phục vụ đưa cốc cà phê thứ 6, một người lặng lẽ xuất hiện đối diện nàng. Đó là Nam Cung Tú. A Cửu tiểu thư, chắc giờ ngươi đã có quyết định được rồi phải không? Nam Cung Tú hỏi thẳng. Nam Cung tiểu thư, chuyện lớn như vậy, ngươi thực sự cảm thấy ta có thể quyết định nhanh như vậy sao? Giọng A Cửu bình tĩnh, đúng rồi, vẫn chưa đến giờ ăn tối của ta.
A Cửu tiểu thư, thực ra ta cảm thấy ngươi đã quyết định được rồi. Nam Cung Tú lắc đầu, nếu không muốn hợp tác với ta, ngươi cũng không cần suy nghĩ lâu như vậy, thật ra ngay từ đầu ngươi đã muốn hợp tác với ta, đối với ngươi, chỉ là ngươi chưa quyết định được nên hợp tác theo hướng nào. Nam Cung tiểu thư, ta chỉ chưa nghĩ thông vài chuyện thôi, bây giờ chúng ta hãy giả sử ta đồng ý hợp tác với ngươi, giả sử ta chọn cách thứ hai, vậy ta cần phải làm gì tiếp theo? A Cửu nhìn Nam Cung Tú, chậm rãi hỏi. A Cửu tiểu thư, ngươi có thể hỏi ta câu này vào buổi trưa mà. Nam Cung Tú cười nhạt một tiếng, thực ra thì việc ngươi phải làm không có gì phức tạp, có nhiều cách để biến người khác thành con rối nhưng về bản chất thì đều nhằm mục đích điều khiển tâm trí người khác, nói chung, khi đối phương tương đối yếu sẽ dễ thành công hơn. Dừng một chút, Nam Cung Tú lại nói, A Cửu tiểu thư, ta nghĩ ngươi chắc là hiểu ta nói là lúc nào. Ý ngươi là, khi ta ngủ với hắn. A Cửu bình tĩnh hỏi. Nói chính xác hơn thì là sau đó. Nam Cung Tú gật đầu, đây là phương pháp hoàn hảo. Tất nhiên, nếu A Cửu tiểu thư ngươi không muốn cách này, vẫn có thể, nhưng như vậy, chúng ta phải bắt được hắn trước, làm không cẩn thận sẽ làm tổn thương hắn, mà chúng ta thực sự cần một hạ thiên nguyên vẹn. Ngươi cần ta quyến rũ hắn, đây là lý do cơ bản ngươi tìm ta hợp tác. Trong giọng của A Cửu có chút mỉa mai, ta có một câu hỏi cuối cùng, nếu ta từ chối hợp tác với ngươi, ngươi sẽ xử lý ta thế nào? A Cửu tiểu thư, ta chắc chắn ngươi sẽ không từ chối hợp tác với ta. Nam Cung Tú nhẹ nhàng lắc đầu, trông có vẻ rất tự tin, nhưng nàng ta không thực sự trả lời câu hỏi của A Cửu. Nói như vậy, ta vẫn còn một câu hỏi. A Cửu nhìn Nam Cung Tú, chậm rãi hỏi, nếu ngay bây giờ chúng ta bắt đầu kế hoạch này, ngươi sẽ cho ta bao nhiêu thời gian? A Cửu tiểu thư, thật ra thì tốt nhất là nên làm việc kia càng sớm càng tốt, dựa theo quan sát của ta về Hạ Thiên trong khoảng thời gian này, chỉ cần ngươi chịu gật đầu, hắn ngay lập tức sẽ đưa ngươi lên giường. Nam Cung Tú cười nhạt, nói cách khác, thực ra chúng ta không cần thời gian chuẩn bị, tất cả những gì ngươi cần làm chỉ là chủ động liên hệ với hắn. Nói đến đây, Nam Cung Tú đột nhiên dừng lại, sau đó nụ cười của nàng trở nên rạng rỡ hơn, xem ra ngươi không cần liên hệ với hắn, hắn đã chủ động đến tìm ngươi rồi. Vậy thì, Nam Cung tiểu thư, ngươi có định đi không? A Cửu thờ ơ hỏi ngược lại. Không, tại sao ta phải rời đi chứ? Nam Cung Tú lắc đầu, gặp hắn chính thức cũng là một chuyện tốt. Dừng một chút, Nam Cung Tú tiếp tục nói, ta nghĩ Hạ Thiên cũng sẽ sẵn lòng gặp gỡ người bạn mới của ngươi phải không? A Cửu không nói gì, vì lúc này, nàng đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Cửu nha đầu, tại sao ngươi cũng thích cà phê vậy? Nói còn chưa dứt lời, Hạ Thiên đã ngồi cạnh A Cửu, ôm nàng, chà, ngươi có vẻ gầy đi rồi, thậm chí vòng eo cũng nhỏ đi một chút. Xem ra trong khoảng thời gian này ngươi ăn uống không được tốt lắm, chúng ta tìm một nơi ăn cơm đi. Không đợi A Cửu đáp ứng, Hạ Thiên trực tiếp ôm A Cửu, xoay người bước ra ngoài, mà đối với Nam Cung Tú đang ngồi đối diện A Cửu, Hạ Thiên hoàn toàn không nhìn thấy. Này, đợi đã, cuối cùng A Cửu cũng không nhịn được nữa, tên khốn kiếp này đã lâu không gặp, vẫn cứ như vậy ôm nàng tùy ý, còn ôm nàng rời đi. Cửu nha đầu, ngươi còn chờ gì nữa? Hạ Thiên hơi khó hiểu. Ngươi không thấy ta đang uống cà phê với bạn sao? A Cửu tức giận nói. Chương 1812. Không đẹp nhưng uống rất được đấy. Ồ, đó là bạn của ngươi đó sao? Cuối cùng thì Hạ Thiên đã chú ý tới Nam Cung Tú, Cửu nha đầu, tại sao ngươi lại tìm một người bạn xấu xí như vậy chứ? Ngươi chưa nghe nói Ngưu Tầm Ngưu Mã Tầm Mã sao? Muốn tìm bạn thì cũng phải tìm được một người ưa nhìn một chút, ít ra cũng phải xinh đẹp như ngươi mới được. A Cửu đột nhiên cảm thấy tên lưu manh này có thể sẽ bị Nam Cung Tú trực tiếp đánh chết. Tuy nhiên, Nam Cung Tú không giết Hạ Thiên mà thực tế, giờ phút này, Nam Cung Tú vẫn nở một nụ cười trên môi. A Cửu tiểu thư, đây là bạn trai ngươi nhỉ? Nam Cung Tú đứng dậy, sau đó nàng nhìn Hạ Thiên, thực ra ngươi nói đúng, ta thực sự thua kém A Cửu tiểu thư quá xa, nhưng có lẽ vì vậy mà A Cửu tiểu thư khó tìm được bạn, nên ta cũng mới may mắn được làm bạn với nàng. Ôi, Cửu nha đầu! Chắc là ngươi quá nhàm chán nên mới tạm thời tìm bạn, nhưng không sao đâu, bây giờ có ta ở đây chơi với ngươi, ngươi không còn chán nữa, không cần người bạn đó nữa. Hạ Thiên vẫn phớt lờ Nam Cung Tú, chỉ nói chuyện với A Cửu, nói xong ôm A Cửu tiếp tục bước ra ngoài. Này, ngươi thả ta ra, A Cửu tức điên lên, là ai, ai có quan hệ với hắn chứ? Nếu Nam Cung Tú thực sự chỉ là một người bạn bình thường, A Cửu có thể sẽ không cần Hạ Thiên làm quen với người ta. Nhưng vấn đề là nếu nàng thực sự muốn để Hạ Thiên đưa nàng đi,
để Nam Cung Tú ở đây một mình, có lẽ, một giây tới, sẽ là một trận chiến lớn. A Cửu không rõ là nàng có thực sự muốn hợp tác với Nam Cung Tú hay không, nhưng ít nhất bây giờ nàng chưa chuẩn bị tâm lý cho Nam Cung Tú đấu với Hạ Thiên, đặc biệt, xét thấy Nam Cung Tú có công lực cao hơn, Hạ Thiên có thể trực tiếp bị đánh chết. Nếu là trước đây, nàng cho rằng Hạ Thiên bị giết là chuyện tốt, nhưng hiện tại, nàng không chắc lắm. Buổi tối ta muốn ăn cơm với bạn ta, nếu ngươi muốn đưa ta đi ăn cơm, ngươi phải đưa nàng ấy đi cùng. A Cửu lập tức lại nói, vì nàng rất chắc chắn, Nam Cung Tú muốn đi theo hai người họ, về việc Nam Cung Tú muốn làm gì, nàng thực sự vẫn không chắc lắm. Cuối cùng, A Cửu không thực sự tin vào Nam Cung Tú. Theo quan điểm của A Cửu, đối với Hạ Thiên, dù tốt hay xấu, thì mọi chuyện đều cần phải rõ ràng, dù tốt hay xấu thì hắn cũng sẽ không che giấu. Nhưng Nam Cung Tú kia là một người tu tiên cường đại lại đột nhiên xuất hiện, không hề đơn giản như vậy. Tóm lại, A Cửu cũng hy vọng có thể quan sát thêm một lúc, mà hiện tại, nàng không muốn hai bên ngay lập tức xảy ra xung đột gay gắt. Được thôi, vậy thì dẫn theo đi. Hạ Thiên có chút không vui, Cửu nha đầu, ngươi thật sự cần cải thiện khẩu vị của mình, lần sau ngươi tìm một người bạn ưa nhìn một chút, để nàng ấy làm vợ ta. A Cửu không thèm để ý đến Hạ Thiên mà chỉ nhìn Nam Cung Tú, Nam Cung tiểu thư, chúng ta đổi sang nơi khác ăn cơm đi. Được, của nhiên Nam Cung Tú không từ chối, ngay lập tức đứng dậy, đi về phía hai người họ. Ngươi thả ta ra, ta sẽ tự mình đi. A Cửu lại cáu kỉnh nói với Hạ Thiên. Cửu nha đầu, ngươi dạo chơi bên ngoài lâu như vậy, sao vẫn còn keo kiệt như vậy chứ? Hạ Thiên hơi khó hiểu, đồ đệ mỹ nữ của ta hào phóng hơn ngươi rất nhiều. Nói tới nói lui Hạ Thiên vẫn buông A Cửu ra, còn A Cửu thì lười trả lời câu hỏi của Hạ Thiên, đương nhiên không có hứng hỏi đồ đệ mỹ nữ của hắn là ai. Cửu nha đầu, ở phía trước có một nhà hàng lẩu, chúng ta đi ăn lẩu đi. Lúc này Hạ Thiên lại nói. Tùy ngươi, thật ra A Cửu cũng không có tâm trạng ăn gì, chỉ là bị Hạ Thiên kéo đi, bây giờ còn có Nam Cung Tú đang quan sát xung quanh, nàng ta không còn cách nào khác. Không hề nghi ngờ. Hạ Thiên không hỏi ý kiến của Nam Cung Tú, cho nên vài phút sau, cả ba người họ bước vào một nhà hàng lẩu. Thật ra là đang mùa hè, nên có rất nhiều người ăn lẩu, ít nhất nhà hàng lẩu đó hiện tại kinh doanh khá tốt, nhà hàng lẩu đều có phòng riêng, tuy nhiên có một yêu cầu tối thiểu dành cho người muốn phòng riêng, điều đó hoàn toàn không phải là vấn đề đối với Hạ Thiên. Họ gọi một nồi lẩu uyên ương, sau đó theo kiểu gọi món thông thường của Hạ Thiên, món nào trong thực đơn cũng phải mang lên một phần, kể cả món đặt trước. Cửu nha đầu, nào, ăn thịt, ăn nhiều chút. Cửu nha đầu, ăn thử món này đi. Cửu nha đầu, ngươi ăn thử món này. Khoảng hơn một tiếng sau, Hạ Thiên cứ thuyết phục A Cửu ăn, tất nhiên bản thân hắn cũng không ăn ít, về phần Nam Cung Tú, nàng vẫn bị Hạ Thiên phớt lờ. Ngược lại, A Cửu thỉnh thoảng mời Nam Cung Tú ăn gì đó, Nam Cung Tú có vẻ khá thích thú với đồ ăn ở đây, nàng ăn cũng không tính là ít, nàng còn uống rất nhiều rượu. Này. Phải nói, Cửu nha đầu, bạn của ngươi trông không đẹp, nhưng uống rất được đấy. Hạ Thiên mỉm cười với A Cửu, sau đó quay lại nhìn Nam Cung Tú với ánh mắt kỳ quái, đúng rồi, ta có nói với ngươi ta có một cô vợ thích nhậu chưa nhỉ? Hạ Tiên sinh, vừa rồi dường như ngươi không nói chuyện với ta. Trên mặt Nam Cung Tú vẫn có nụ cười như cũ, không thể không nói, sự nhẫn nại của nàng ta tương đối tốt. Thân là một nữ nhân, không ngừng bị Hạ Thiên chê xấu xí. Hơn nữa bản thân nàng là nữ nhân mạnh mẽ, nhưng đến bây giờ vẫn chưa nổi giận, thật sự là hiếm thấy. Mà lời nàng nói cũng không sai, trong một giờ vừa qua, Hạ Thiên không có nói một câu nào với Nam Cung Tú, ngược lại chỉ có A Cửu giới thiệu tên của hai người, chỉ thế thôi. Ồ, thật ra tên của vợ ta, ngươi có thể biết, nàng tên là Thanh Ảnh. Hạ Thiên nhìn Nam Cung Tú, vẻ mặt rất nghiêm túc, ngươi biết vì sao nàng thích uống rượu không? À có thể chuyện đó ngươi không biết rõ. Nhưng hồi nhỏ nàng bị người ta hạ độc, uống rượu có thể giúp nàng đè ép được thuốc độc, đại khái chuyện là như vậy. Hạ Tiên sinh, thật ra ta không biết vợ của ngươi. Nam Cung Tú vẫn cười lạnh nhạt. Ồ, cũng đúng, mặc dù tính tình của vợ nữ hoàng rất tệ, trước đó cũng không nghe lời, nhưng lớn lên dễ nhìn, đẹp hơn rất nhiều so với Cửu nha đầu, dáng người lại càng đẹp, chắc không có khả năng biết ngươi khó nhìn như vậy. Hạ Thiên cười hì hì, thật ra, ta chỉ muốn nói cho ngươi một chuyện. Có khoảng thời gian vợ nữ hoàng không nghe lời, ta đã đánh cược với nàng ấy, nói ta chắc chắn có thể dùng thuốc độc hạ độc nàng ấy. Nói đến đây, Hạ Thiên dừng lại một chút, à, đúng rồi, nói tới thuốc độc,
trước đó ta cũng cho muội muội chân dài ăn rất nhiều, sức đề kháng của nàng ấy tương đối kém, rất dễ bị trúng độc, tuy nhiên về sau công lực của nàng ấy quá cao, cho nên độc dược vô dụng với nàng ấy. Cuối cùng ngươi muốn nói cái gì? A Cửu nhịn không được hỏi, nàng đột nhiên cảm thấy, chuyện này có chút không đúng. Ô, Cửu nha đầu, ta chỉ muốn nói cho người bạn rất xấu của ngươi. A, không đúng, thật ra nàng không phải là bạn của ngươi. Hạ Thiên cười tâu toét với A Cửu, tóm lại, ta muốn nói cho nàng ta có kinh nghiệm hạ độc rất phong phú, còn có kỹ xảo hạ độc cao hơn, dù sao, vợ nữ hoàng đã bước vào cảnh giới độ kiếp kỳ của ta, đều từng bị ta hạ độc, à, đương nhiên, thật ra nàng ấy có ngã xuống một giây, sau đó đã khôi phục bình thường. Hạ tiên sinh, dường như hứng thú của ngươi rất đặc biệt. Nam Cung Tú nhẹ nhàng nâng tay, sau đó, sắc mặt thay đổi. Người xấu xí chính là người ngốc. Hạ Thiên lẩm bẩm, thế mà đến bây giờ mới biết được mình có bị trúng độc hay không, đáng tiếc đã quá muộn. Ngươi hạ độc nàng ta. Cuối cùng A Cửu đã hiểu, mà chuyện đó càng làm cho nàng thấy không thể tưởng tượng được, sao Hạ Thiên biết Nam Cung Tú tới để đối phó với hắn. Ồ, Cửu nha đầu, ta cũng cho ngươi ăn thuốc độc, ngươi sẽ bắt đầu cảm thấy đau bụng. Hạ Thiên cười hì hì với A Cửu, nhưng nếu ngươi cầu xin ta sẽ giúp ngươi xoa xoa bụng, như vậy thì sẽ không đau nữa. Ta mới không, A Cửu theo bản năng ôm bụng, vì cơn đau kịch liệt đã truyền đến, mà cuối cùng nàng cũng biết, Hạ Thiên nói hạ độc không phải là nói chơi, thật sự đã cho nàng uống thuốc độc. Ôi, Cửu nha đầu, ngươi chỉ là ăn phải đồ không tốt nên bị đau bụng, sẽ không có việc gì, đau một chút sẽ khỏe. Hạ Thiên nói rất chân thành, ngươi yên tâm, mặc dù ngươi không quá nghe lời, nhưng ta sẽ không hạ độc chết ngươi. Ngươi, đồ thần kinh nhà ngươi, A Cửu nhìn không được mắng người. Tên khốn này thế mà lại dám hạ độc nàng. Cho dù hắn muốn đối phó nàng, trực tiếp ra tay cũng được, không phải hắn đánh không lại nàng. Cửu nha đầu, người thực sự rất không nghe lời, đã nói người có thể cầu xin ta, người cầu xin ta lập tức cho người ăn giải dược. Hạ Thiên cười hì hì, sau đó quay đầu nhìn Nam Cung Tú, à, còn ngươi, không cần cầu xin ta, vì cầu xin ta cũng vô ích, ta sẽ không cho người ăn giải dược. Hạ tiên sinh, ta nghĩ ngươi có phải đang hiểu lầm việc gì hay không? Sắc mặt của Nam Cung Tú hơi khó coi, vì nàng phát hiện, bây giờ công lực của nàng đã biến mất hoàn toàn, chuyện đó làm cho nàng thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thật đã xảy ra, nàng chỉ có thể nghĩ biện pháp kéo dài thời gian. Ai, người xấu xa này, ta không có hiểu lầm ngươi, ta không biết ngươi tới đây để làm gì, nhưng ta lười tốn thời gian với những người không rõ lai lịch như ngươi, trước tiên hạ độc ngươi rồi nói sau. Hạ Thiên lười biếng nói, đợi lát nữa ta sẽ biết ngươi tới đây để làm gì, nếu ngươi không phải tới tìm ta gây phiền phức thì ta sẽ thả ngươi. Một phút trước, Nam Cung Tú còn đang suy nghĩ sao mình bị lộ, mà bây giờ, nàng cảm thấy, nàng đây thật sự là quá oan, sao nàng lại gặp người không cư xử theo lẽ thường chứ? Vốn nàng cho mình đã khá hiểu Hạ Thiên, cho nên rất sáng suốt không có trực tiếp giao tiếp với hắn, chọn A Cửu, nhưng nàng vẫn không nghĩ tới, Hạ Thiên sẽ không bình thường như thế. Mà A Cửu ở một bên trợn mắt hốc mồm, lúc này bụng không cảm thấy đau đớn nữa, nàng vốn còn tưởng Hạ Thiên biết Nam Cung Tú muốn đối phó với hắn chứ, bây giờ nàng mới hiểu được, hóa ra căn bản Hạ Thiên không biết, chỉ vì Nam Cung Tú không rõ lai lịch, cho nên đã hạ độc nàng ta. Càng làm cho A Cửu câm nín là, tên khốn kia làm sằng bậy, thế mà lại chó ngáp phải ruồi. Còn về phần tiếp theo Hạ Thiên muốn làm thế nào, A Cửu cũng không cần hỏi, bởi vì Hạ Thiên đã bắt đầu hành động. Hắn trực tiếp đi vào bên trong căn phòng nhỏ, lấy ra ngân châm bắt đầu châm cứu cho Nam Cung Tú. 3 phút sau, châm cứu kết thúc. Nói đi, ngươi là ai? Tới làm gì? Hạ Thiên nhìn Nam Cung Tú, lười biếng hỏi. Ta tên là Nam Cung Tú, ta đến từ Liên Minh Tu Tiên. Nam Cung Tú bắt đầu hỏi gì đáp nấy. Ngươi thôi miên nàng ta. A Cửu nhìn không được hỏi. Đúng vậy, đơn giản như vậy. Hạ Thiên nhìn A Cửu, à, đúng rồi. Cửu nha đầu, bụng của ngươi đã hết đau rồi à? Ngươi, A Cửu hung hăng trừng mắt với Hạ Thiên, vốn đang không cảm thấy đau bụng, Hạ Thiên lại nhắc nhở một chút, nàng đã cảm thấy đau lại, đương nhiên, không có đau như lúc trước. Ngươi nói tiếp, Hạ Thiên lại nhìn Nam Cung Tú. Nam Cung Tú tiếp tục tự thuật, mà tình hình nàng nói, cơ bản giống với lúc trước nàng nói với A Cửu, quả thật có một liên minh tu tiên lớn mạnh tồn tại, mà Nam Cung Tú ở trong liên minh tu tiên. Chỉ là một nhân vật rất rất nhỏ, như nàng ta nói, liên minh tu tiên không quan tâm chuyện đó cho lắm. Đương nhiên,
Liên minh tu tiên coi trọng Tiên Vân Đại Lục hơn một chút, mặc dù đẳng cấp Tiên Vân Đại Lục trong liên minh tu tiên cũng không cao, nhưng dù gì cũng có đẳng cấp. Nhưng, những điều Nam Cung Tú nói với A Cửu, không phải là nói thật hoàn toàn. Chính xác nói, phần then chốt, thật ra là giả. Nam Cung Tú đúng là người liên minh tu tiên phái tới, cũng vì đảo thần tiên xuyên qua Tiên Vân Đại Lục gây nên chấn động làm cho phía bên liên minh tu tiên chú ý tới. Nhưng trên thực tế, người thật sự phụ trách điều tra chuyện này, không phải Nam Cung Tú. Trên thực tế, liên minh tu tiên đều có nhân viên thường trú ở mỗi thế giới, dưới tình huống bình thường, một khi thế giới nào xuất hiện chuyện bất thường cần điều tra, nhân viên thường trú ở thế giới đó sẽ phụ trách, giống như ở Tiên Vân Đại Lục. Bây giờ, nhân viên thường trú của liên minh tu tiên phụ trách điều tra, mà giống như thế, ở địa cầu cũng cần nhân viên thường trú phụ trách. Ngươi nói là, liên minh tu tiên các ngươi, có người tu tiên thường trú ở chỗ chúng ta sao? Hạ Thiên có hơi không tin, thật không có phép tắc, trước đó ta đã đi tìm, không có người tu tiên nào khác. Hạ Thiên thật sự đã đi tìm, lúc trước hắn có tu vi độ kiếp kỳ, muốn tìm ra người tu tiên khác ở thế giới này cũng không khó, nhưng hắn không có phát hiện các người tu tiên khác tồn tại. Nếu như thật sự phát hiện, hơn nửa đã sớm bị hắn đánh chết. Nghe nói người tu tiên kia có thể đã ngủ say hơn ngàn năm ở đây. Cụ thể bao lâu ta cũng không rõ lắm, ta nhận được mệnh lệnh là đi tìm hắn, làm hắn thức tỉnh. Nam Cung Tú đáp, căn cứ vào tư liệu liên minh tu tiên vừa cho Nam Cung Tú, bởi vì thế giới này không được coi trọng, cho nên môn phái mà người tu tiên đó trú ngụ, chỉ có một, nhưng tư liệu về những người tu tiên kia, dường như thiếu một phần, cho nên Nam Cung Tú không biết người tu tiên kia là nam hay nữ. Còn làm sao để thức tỉnh, Nam Cung Tú lại biết, nhưng điều kiện đầu tiên là, phải tìm vị trí người tu tiên đang ngủ say kia, thật ra Nam Cung Tú định đi tìm, nhưng dường như vị trí có vấn đề, theo lý thuyết, nàng căn bản không tìm được người tu tiên đó. Mà khi nàng phát hiện thế giới này có người tu tiên xuất hiện, có liên quan tới nghịch thiên bát châm, lập tức từ bỏ kế hoạch tìm kiếm, mà nguyên nhân rất đơn giản, nàng muốn chiếm nghịch thiên bát châm làm của riêng. Nam Cung bị thôi miên nên không giấu giếm bất kỳ điều gì, đàm phán giữa nàng và A Cửu cũng nói ra hết. Cửu nha đầu, ta có một vấn đề. Hạ Thiên nhìn A Cửu, người thật sự định thực hiện kế hoạch kia với người xấu xí này sao? Đúng thì sao? A Cửu tức giận nói, người muốn giết ta sao? Quá tốt, Cửu nha đầu, chút nữa người phải nhớ tiếp tục kế hoạch đó. Hạ Thiên rất cao hứng, ừ, chờ sau khi ta giải quyết người xấu xí này, người đừng quên đi câu dẫn ta, mặc dù ta không phải là người tùy tiện, nhưng Cửu nha đầu ngươi cần cố gắng một chút thì chắc chắn có thể thành công. Nghĩ hay quá ha. A Cửu chán nản, đây là loại người gì vậy, với việc nàng muốn biến hắn thành con rối bị kiểm soát thế mà hắn lại không để ý, cũng chỉ nhớ trong kế hoạch kia có loại chuyện hư hỏng. Cửu nha đầu, làm người phải giữ chữ tín, người đã đáp ứng thực hiện kế hoạch với người ta, không thể đổi ý được. Vẻ mặt Hạ Thiên thành thật, cho dù người xấu xí này sắp chết, người cũng cần phải tiếp tục thực hiện kế hoạch. Người muốn giết nàng, sắc mặt A Cửu thay đổi. Loại người xấu xí này nên chết sẽ tốt hơn. Hạ Thiên thuận miệng nói, nàng ta đã trúng độc, qua lát nữa sẽ chết, ta không muốn lãng phí giải dược trên người nàng ta, giải dược rất đắt. Quay đầu nhìn Nam Cung Tú, Hạ Thiên lại lười biếng nói, nhưng, trước khi nàng ta chết, ta còn muốn hỏi nàng ta một số chuyện. Thật ra Hạ Thiên không phải muốn hỏi Nam Cung Tú một vài chuyện, nhưng A Cửu không biết Hạ Thiên hỏi chuyện gì, bởi vì Hạ Thiên trực tiếp mang Nam Cung Tú rời khỏi nhà hàng. A Cửu muốn đi theo, nhưng một phần do bụng nàng đang đau dữ dội. Còn phần còn lại, công lực nàng không bằng Hạ Thiên, căn bản không đuổi theo kịp Hạ Thiên. Qua nửa giờ, A Cửu mới cảm thấy bụng đã hết đau, sau đó mới tính tiền rời khỏi nhà hàng, sau đó, nàng tìm một chỗ, mua một chiếc điện thoại mới. Đầu tiên A Cửu thử bấm số điện thoại của Hạ Thiên, lại phát hiện điện thoại không gọi được, rõ ràng Hạ Thiên đang ở một nơi không có tín hiệu di động, mà cụ thể là nơi nào, A Cửu không cách nào xác định được. Do dự một hồi, A Cửu gọi điện thoại lần nữa. Mà lần này rất nhanh đã kết nối được. Tiểu thư, là ta. Lần này, A Cửu gọi cho Y Tiểu Âm, ta có chuyện phải nói cho ngươi. Khi A Cửu đang kể lại chuyện Nam Cung Tú có liên quan tới liên minh tu tiên cho Y Tiểu Âm, Hạ Thiên đang tiếp tục thẩm vấn Nam Cung Tú, lần này, hắn muốn hỏi rất nhiều vấn đề. Trước lúc đó, Hạ Thiên không biết ngoài thế giới này và Tiên Vân Đại Lục còn có thế giới khác, mặc dù thần tiên tỷ tỷ đã từng nói, trên lý luận, có thể vẫn tồn tại thế giới khác. Nhưng ít ra, chưa bao giờ được chứng minh qua. Về phần liên minh tu tiên nắm tất cả thế giới trong tay, một tổ chức rất hùng mạnh như thế,
cũng là lần đầu tiên Hạ Thiên nghe tới, mà thật ra hắn rất để ý chuyện đó, bởi vì nếu có một tổ chức như thế tồn tại, vậy thì mang ý nghĩa rằng có thể tồn tại nguy hiểm với những cô vợ xinh đẹp của hắn. Đối với Hạ Thiên mà nói, hắn sắp đối mặt với một đám kẻ địch hoàn toàn mới, cho nên, hắn cần biết thêm nhiều tin tức hơn, mà việc này dẫn đến hắn phải bỏ ra suốt cả buổi tối để thẩm vấn Nam Cung Tú. Buổi tối đó, thu hoạch rất nhiều, nhưng vừa buồn vừa vui. Phần không vui là, Nam Cung Tú không có nói dối, đúng là có một tổ chức như vậy, tổ chức tu tiên giả này, cách thế giới của bọn hắn rất xa, nhưng muốn đi qua lại không cần thời gian quá dài, hơn nữa, tổ chức đó thật sự khá mạnh, có vô số người tu tiên cường đại. Đương nhiên, cũng có mặt tốt, đó là cái tổ chức tên là Liên Minh Tu Tiên, mặc dù có rất nhiều người tu tiên, nhưng thật ra người tu tiên có tu vi độ kiếp kỳ, lại tương đối thưa thớt. Điều đấy mang ý nghĩa với việc tạm thời Hạ Thiên không cần quá lo lắng cho sự an toàn của những cô vợ xinh đẹp của hắn, vì ít nhất bây giờ, Liên Minh Tu Tiên không sẽ phái ra tu tiên giả mạnh như vậy đến điều tra. Nhưng điều kiện trước tiên, đó chính là, Liên Minh Tu Tiên không biết sự tồn tại của Nghịch Thiên Bát Châm, bởi vì một khi Liên Minh Tu Tiên biết Nghịch Thiên Bát Châm thì nhất định sẽ phái ra người tu tiên cường đại đến giải quyết chuyện đó ngay lập tức. Nếu như không phải Nam Cung Tú nổi lòng tham, muốn mình chiếm được Nghịch Thiên Bát Châm, vậy bây giờ, rất có thể Hạ Thiên đã gặp phải phiền toái lớn chân chính. Nhưng, tất nhiên bây giờ đã bị Liên Minh Tu Tiên chú ý tới, vậy sớm muộn chuyện đó sẽ bị phát hiện, không có khả năng luôn luôn che giấu được. Chẳng lẽ thần tiên tỷ tỷ các nàng đã biết được chuyện kia, cho nên mới yêu cầu ta cần phải học được Nghịch Thiên Đệ Bát Châm sao? Hạ Thiên lẩm bẩm, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hắn lại cảm thấy chuyện đó không có khả năng lắm, nếu thần tiên tỷ tỷ thật sự biết chuyện này, không có khả năng không nói cho hắn. Điều đấy khiến cho Hạ Thiên có hơi lo lắng, hắn muốn nói chuyện này cho thần tiên tỷ tỷ các nàng biết, nhưng vấn đề là, bây giờ hắn hoàn toàn không có cách nào truyền tin tức tới cho các nàng. Đương nhiên, bây giờ, hắn đã có thể xác định những cô vợ xinh đẹp của hắn đã đi Tiên Vân Đại Lục, đây cũng là một tin tức tốt. Ừ, ta phải nghĩ biện pháp để nhanh chóng liên lạc với thần tiên tỷ tỷ các nàng, sau đó để các nàng trở về, hoặc ta đi qua. Hạ Thiên quyết định rất nhanh. Còn Nam Cung Tú, bây giờ đã không còn giá trị. Ban đầu Hạ Thiên còn trông cậy vào việc Nam Cung Tú có biện pháp tới Tiên Vân Đại Lục, đáng tiếc, nàng ta cũng không có cách, nàng bị cao thủ Liên Minh Tu Tiên đưa tới, còn trở về như thế nào, nghe nói tìm được người tu tiên đã ngủ say ở đây, sẽ có thể trở về. Mấu chốt là, cuối cùng người tu tiên kia ở đâu, Nam Cung Tú cũng không biết, nàng ta căn cứ vào vị trí mà Liên Minh Tu Tiên cung cấp rồi đi tìm người tu tiên kia, nhưng cũng không có phát hiện. Hạ Thiên cảm thấy, người tu tiên gì đó, hơn một nửa đã chết. Trước tiên đi tìm vợ Y, bây giờ Hạ Thiên đang ở núi tuyết, tối hôm qua hắn thẩm vấn Nam Cung Tú suốt buổi tối ở đây, mà bây giờ, nên rời khỏi. Đâm vào đầu Nam Cung Tú một châm, mấy giây sau, Nam Cung Tú đã hoàn toàn mất đi sự sống. Đối với chuyện nghiêm trọng uy hiếp mạng sống của vợ hắn, Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không nể nang. Lại thêm mấy chục giây sau, Hạ Thiên đã đi tới dưới chân núi tuyết. Sau đó lấy ra điện thoại, chuẩn bị gọi điện thoại. Vô số tin nhắn xuất hiện, nhắc nhở Y Tiểu Âm đã gọi cho hắn rất nhiều lần. Hạ Thiên không chần chờ, trực tiếp gọi điện thoại. Mà bên kia, Y Tiểu Âm rất nhanh đã nhận được cuộc gọi. Ngươi đang ở đâu? Y Tiểu Âm hỏi thẳng vào vấn đề. Đang ở núi tuyết, vợ Y ngươi đang ở đâu? Ta đang chuẩn bị đi tìm nàng. Hạ Thiên đáp. Giang Hải, tập đoàn thần Y. Y Tiểu Âm lời ít mà ý nhiều, ta và A Cửu đang ở văn phòng của Lam Y Nhân chờ ngươi. Y Tiểu Âm nói xong trực tiếp cúp điện thoại, mà giờ phút này, thành phố Giang Hải, Lam Y Nhân đang lườm Y Tiểu Âm, có loại xúc động muốn đánh Y Tiểu Âm một trận. Đáng tiếc là, bây giờ Lam Y Nhân rất rõ, nàng đánh không lại Y Tiểu Âm, huống hồ, bên cạnh Y Tiểu Âm còn có A Cửu. Y Tiểu Âm, nếu ngươi đã gọi điện cho chồng, vậy ngươi từ từ chờ ở đây, ta có việc phải đi. Bây giờ Lam Y Nhân đang bực vì phải rời giường. Bây giờ còn rất sớm, vẫn chưa tới 8 giờ, mà tối hôm qua Lam Y Nhân ngủ hơi trễ, chính xác mà nói, là buổi chiều nàng bị Hạ Thiên giày vò sau đó ngủ mấy giờ, nhưng buổi tối không ngủ được, cuối cùng đến 5 giờ sáng mới ngủ lại được, kết quả ngủ không được bao lâu, đã bị Y Tiểu Âm đánh thức. Không phải đánh thức bằng điện thoại, Y Tiểu Âm và A Cửu trực tiếp xông vào phòng ngủ của nàng. Tư thế kia, thậm chí làm cho Lam Y Nhân cảm thấy Y Tiểu Âm giống như là tới bắt gian. Mà Lam Y Nhân sau đó đã biết, mặc dù Y Tiểu Âm không phải tới bắt gian, nhưng đúng là đến tìm Hạ Thiên. Y Tiểu Âm nhìn qua rất gấp,
nhưng lại không có nói tìm Hạ Thiên về chuyện gì, làm y nhân lười dùng thiết bị giám sát mà tìm Hạ Thiên, trực tiếp nói phương pháp cho Y Tiểu Âm, đáng tiếc, Y Tiểu Âm không có làm theo. Sau khi Y Tiểu Âm xuất hiện, làm y nhân không có cách nào ngủ được, mà bây giờ, làm y nhân còn đang mệt rã rời. Làm y nhân, ta đề nghị ngươi không cần vội đi ngủ. Trong giọng nói trong trẻo của Y Tiểu Âm còn có một ít hương vị lạnh lùng, hắn sẽ trở về ngay lập tức, sau đó, chuyện chúng ta muốn nói, có liên quan tới ngươi. Có liên quan gì với ta? Trong lòng làm y nhân hơi rung, trong nháy mắt bốc lên một ý niệm, cái người Y Tiểu Âm đáng chết, sẽ không bảo nam nhân nàng đến chọn một trong hai chăng? Có liên quan gì, ngươi chờ chút thì sẽ biết. Giọng Y Tiểu Âm bình tĩnh, nếu như ngươi nhất định phải đi ngủ, vậy thì thôi. Làm y nhân chừng Y Tiểu Âm, lần nữa xuất hiện ý nghĩ muốn đánh Y Tiểu Âm, người này nói không thể nói thẳng hả? Chỉ là, bị Y Tiểu Âm nói như vậy, cuối cùng làm y nhân vẫn không có đi ngủ, hơn nữa thật ra nàng cũng biết, tất nhiên chồng sẽ trở về ngay lập tức, vậy nàng cũng không có khả năng đi ngủ. Trừ phi bây giờ Y Tiểu Âm muốn ngủ với người chồng háo sắc kia, nếu không, nàng chắc chắn không có cách nào yên tâm mà ngủ, nhưng nàng cảm thấy, Y Tiểu Âm không phải đến để ngủ với chồng, bằng không thì cũng sẽ không chạy đến đây. Thế là, làm y nhân lại tiếp tục ngồi trong văn phòng, mà Y Tiểu Âm và A Cửu cũng ngồi ở đó, yên tĩnh chờ đợi, cũng không có nói gì, cho đến khi trong phòng truyền đến giọng nói của người thứ tư. Vợ Y Y, vợ Tiểu Y Y, hai người các ngươi đều ở đây, tới đây, để ta ôm một cái. Kèm theo giọng nói đó, làm y nhân phát hiện mình đã bị ôm, sau đó, nàng thấy Y Tiểu Âm cách xa nàng đột nhiên lại gần hơn rất nhiều. Ừ, cái người mới xuất hiện đó tất nhiên là Hạ Thiên, mà hắn trực tiếp tới ôm trái ôm phải, vợ lớn vợ nhỏ Y Y đều ôm đến trên người, cuối cùng, hắn còn nhìn A Cửu, A, Cửu nha đầu ngươi gần đây rất không ngoan, sẽ không ôm ngươi. A Cửu chừng Hạ Thiên, muốn nói lại thôi, có lẽ vì có hơi chột dạ, cuối cùng nàng không nói gì. Đã lúc nào rồi, ngươi còn có loại tâm tình như vậy? Y Tiểu Âm hơi nổi nóng, buông ta ra trước. Vợ Y Y, bây giờ là buổi sáng, nàng không biết lúc này nam nhân bình thường rất có tâm trạng như vậy sao? Hạ Thiên có hơi ngạc nhiên, nàng là bác sĩ, sao chuyên đơn giản như vậy cũng không biết. Ta không có tâm tình nói bậy với ngươi, tối hôm qua A Cửu đã nói hết mọi chuyện với ta, nhưng nàng có rất nhiều chuyện không biết, tối hôm qua ngươi có hỏi ra được những chuyện khác từ nữ nhân tên Nam Cung Tú kia không? Y Tiểu Âm nổi nóng. Sao người này lại không có một chút căng thẳng nào chứ? À, chuyện người kỳ quái đó biết cũng không nhiều, vợ Y Y nàng không cần quá lo lắng, tạm thời không có chuyện gì. Hạ Thiên thuận miệng nói, nhưng nàng phải mau chóng giúp ta nghiên cứu nghịch thiên đệ bát châm là được. Chồng à, các ngươi đang nói chuyện gì thế? Làm y nhân nhìn không được hỏi. Ừ, cũng không phải chuyện lớn gì, vợ Tiểu Y Y nàng không cần lo lắng. Hạ Thiên rất tùy tiện. Nhưng hắn chưa nói xong, đã bị Y Tiểu Âm cắt đứt. Chuyện đó còn kêu không phải chuyện lớn gì. Y Tiểu Âm tức giận, ngươi có thể quan tâm nhiều hơn một chút được hay không? Chuyện này nói nhỏ, là người liên quan tới ngươi gặp nguy hiểm, nói lớn một chút chính là cả thế giới này đều gặp nguy hiểm, ngươi còn cảm thấy không phải là chuyện lớn. Vợ Y Y, nàng không cần khẩn trương như vậy, người tu tiên từ thế giới khác tới tìm ta gây phiền phức cũng không phải lần đầu tiên, không có gì lớn. Hạ Thiên vẫn rất bình tĩnh như cũ. Hạ Thiên cũng không nói sai, đây quả thật không phải là lần đầu tiên, phải nói chuyện nguy hiểm là trước đây hắn suýt chút nữa bị vợ muội muội chân dài chỉnh chết, về sau những người ở Tiên Vân Đại Lục kia, cũng chỉnh hắn tương đối chật vật, đặc biệt là vợ nữ hoàng cũng chỉnh hắn tương đối thảm, nhưng những năm này, hận gì oán gì, hắn đều tìm lại từ trên người hai người kia. Chồng, đến cuối cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Làm y nhân lại rất căng thẳng. Vợ Tiểu Y Y, thật ra cái này cũng không có việc gì lớn, chính là lại có tổ chức ngu ngốc nào đó tên là Liên Minh Tu Tiên có thể sẽ tới gây sự với ta. Hạ Thiên lười biếng nói, tóm lại nàng không cần lo lắng, có chuyện gì thì cứ để ta giải quyết. Dừng một chút, Hạ Thiên bổ sung một câu, ta và vợ Y Y cùng tới giải quyết, nàng tiếp tục ở nơi này làm vợ Tiểu Y Y của ta thì tốt rồi. Hạ Thiên không phải là muốn giấu giếm làm y nhân, nhưng hắn cảm thấy vợ Tiểu Y Y vẫn còn tiếp xúc rất ít với việc của thế giới tu tiên. Cho nên hiện tại không cần nói nhiều với nàng ấy. Hơn nữa, tạm thời mà nói thì vợ Tiểu Y Y đúng là không giúp được gì, không cần thiết làm nàng ấy lo sợ. Đương nhiên, điều chủ yếu nhất là Hạ Thiên không cảm thấy tổ chức liên minh tu tiên kia thật sự cường đại tới như vậy, dù sao những người kia cũng không phải là không gì không biết,
Hơn nữa, rất hiển nhiên, nghịch thiên bát châm vẫn là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Hạ Thiên suy nghĩ một chút, lại nói, vợ tiểu y y, thật ra ta vẫn có chút việc muốn nàng làm dùm, ta sẽ viết một danh sách, nàng giúp ta thu thập đủ những thứ có trong tờ danh sách này là được, hai ngày nữa ta sẽ tới lấy. Hạ Thiên không chờ Lam Y Nhân trả lời, hắn lập tức tìm giấy bút rồi viết một danh sách thật dài giao cho Lam Y Nhân, sau đó mới tiếp tục nói, vợ tiểu y y, trong đây phần lớn đều là dược liệu, nàng để cho người ta lấy từ tập đoàn thần y là được. Ta biết rồi, Lam Y Nhân gật đầu. Nhớ sao chép một bản danh sách khác đưa cho người ta. Lúc này, Y Tiểu Âm ở bên cạnh bổ sung một câu. Ta biết nên làm như thế nào. Lam Y Nhân hừ nhẹ một tiếng. Vợ y y, ta cảm thấy nàng và vợ tiểu y y ở cùng một chỗ dễ dàng đánh nhau, tốt hơn là chúng ta nên chuyển sang nơi khác thôi. Hạ Thiên nói rất chân thành. Không đợi Y Tiểu Âm nói chuyện, Hạ Thiên lại nhìn về phía Lam Y Nhân, vợ tiểu y y, ta và vợ y y đi mướn phòng, hai ngày nữa sẽ tới tìm nàng. Nói xong câu này, Hạ Thiên ôm Y Tiểu Âm biến mất. Mà A Cửu vẫn luôn im lặng ngay lập tức sốt ruột, vội vàng đuổi theo. Lam Y Nhân có chút ngây ngốc, tiếp theo nàng bắt đầu cảm thấy, thật ra Y Tiểu Âm với chồng mình không có gì khác nhau, cũng là đột nhiên xuất hiện, tiếp đó đột nhiên biến mất. Liên minh tu tiên, rốt cuộc đó là tổ chức gì? Lam Y Nhân lẩm bẩm một câu, sau đó nàng lắc đầu, quyết định không để ý tới chuyện đấy nữa, trước mắt nàng cần giúp chồng tìm những dược liệu kia. Nàng đúng là hiểu rất ít về thế giới tu tiên, nhưng nàng nhìn ra được, Y Tiểu Âm rất xem trọng việc xảy ra lần này, mà ông chồng háo sắc của nàng cũng đột nhiên bảo nàng tìm nhiều dược liệu như vậy, hiển nhiên có chút phiền phức. Nhưng, chẳng lẽ hiện tại chồng và Y Tiểu Âm thật sự đi mướn phòng? Còn đừng nói, Lam Y Nhân quả thật đã đoán đúng. Hạ Thiên thật sự ôm Y Tiểu Âm đi tới một khách sạn, mà điều đấy lập tức khiến Y Tiểu Âm cảm thấy, bệnh tâm thần của người này đã đến trình độ không cách nào cứu vãn. Cửu nha đầu, người đi mướn một phòng cho chúng ta đi. Hạ Thiên phân phó cho A Cửu, người mới vừa đuổi tới nơi. Người có nhà ở khắp nơi, ta cũng có chỗ ở, làm gì nhất quyết phải chạy tới khách sạn chứ? Y Tiểu Âm tức giận chất vấn. Y Tiểu Âm không phải nói lung tung. Cho dù đảo thần tiên biến mất thì Hạ Thiên vẫn còn rất nhiều chỗ có thể ở được tại thành phố Giang Hải, ví dụ như các căn nhà của Kiều Tiểu Kiều hay Diệp Mộng Oánh, bây giờ chúng vẫn còn trên danh nghĩa của các nàng, Hạ Thiên có thể vào ở bất cứ lúc nào. Đến nỗi bản thân Y Tiểu Âm, mỗi thành phố đều có bệnh viện y nhân các, mà trong mỗi bệnh viện y nhân các đều có phòng ngủ của nàng, hoàn toàn không cần thiết tới khách sạn. Vợ y y, ta muốn mướn phòng ở với nàng nha. Hạ Thiên cười hì hì. Tiếp đó lại nhìn về phía A Cửu, Cửu nha đầu, người nhanh lên, nhớ là phải chọn căn phòng tốt nhất. A Cửu há mồm lại muốn mắng người, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ nhìn về phía Y Tiểu Âm, hiển nhiên, nàng muốn Y Tiểu Âm đưa ra quyết định. Nghe hắn, Y Tiểu Âm cuối cùng cũng lên tiếng, mặc dù nàng cảm thấy Hạ Thiên hoàn toàn là người bị bệnh thần kinh, nhưng vấn đề là, trải qua mười mấy năm, nàng cũng đã sớm hiểu một chuyện, đó chính là không cách nào nói đạo lý với người bệnh thần kinh được. Mà bây giờ nàng lại không muốn cãi nhau với hắn trước mặt mọi người. Phải biết rằng, lúc này trong sảnh chính khách sạn đã có vài người nhìn bọn hắn với ánh mắt quái dị, Y Tiểu Âm cảm thấy, một hồi nữa nàng sẽ bị mọi người nhận ra. Dù sao thì hiện tại nàng còn rất nổi tiếng. A Cửu cũng không nói cái gì nữa, nhanh chóng đi mướn một căn phòng tổng thống tốt nhất theo yêu cầu của Hạ Thiên. Khi Hạ Thiên ôm Y Tiểu Âm đi vào trong thang máy, cuối cùng ở dưới đại sảnh có người la lên một câu, Y Tiên, đó là Y Tiên. Nhưng vì Y Tiểu Âm đã biến mất cho nên không có người đáp lại câu nói này, kết quả là người nọ cảm thấy có chút xấu hổ sợ sệt, chỉ cho là bản thân nhận sai người. Một phút sau, trong phòng tổng thống, thả ta xuống, Y Tiểu Âm tức giận vùng vẫy một chút. Lần này, Hạ Thiên rất thành thật thả Y Tiểu Âm xuống, nhưng một giây sau, hắn lại bế A Cửu vừa mới vào cửa lên. Ngươi làm gì thế? A Cửu hoảng sợ la lên, ngươi mau buông ta ra. Cửu nha đầu, không phải ngươi muốn câu dẫn ta sao? Mặc dù tên Nam Cung Tú kia đã chết, nhưng ngươi cũng không thể cứ thế mà bỏ dở nửa chừng như vậy. Hạ Thiên cười hì hì nói. Ngươi náo loạn đủ chưa? Y Tiểu Âm nổi nóng, ta tới tìm ngươi vì muốn thương lượng với ngươi biện pháp ứng đối, nếu ngươi còn không đứng đắn thì ta đi về đây. Vợ y y, làm sao nàng có thể nói ta là không đứng đắn cơ chứ? Cửu nha đầu mới là người không đứng đắn. Hạ Thiên lộ ra dáng vẻ vô tội. Tiểu thư, thôi, người đừng quan tâm hắn, chúng ta nói chính sự đi. A Cửu rất nhanh tỉnh táo lại,
đây không phải là lần đầu tiên nàng bị Hạ Thiên chiếm tiện nghi, hơn nữa chuyện nàng hợp tác với Nam Cung Tú trước đó, mặc dù cũng không có chân chính bắt đầu áp dụng, nhưng cuối cùng vẫn khiến nàng có chút chột dạ. Điều đấy khiến A Cửu rất rối rắm, bởi vì nàng cảm thấy mình vốn dĩ không cần phải chột dạ, nàng vốn dĩ rất hận tên khốn kiếp Hạ Thiên này, như vậy mặc kệ nàng dùng biện pháp gì đối phó hắn đều sẽ thuận lý thành chương, tại sao bây giờ lại chột dạ chứ? Nhưng vấn đề là, bây giờ nàng luôn cảm giác hình như mình có chút không đúng, chuyện kia dẫn đến việc bây giờ mỗi lần đối mặt với Hạ Thiên, nàng luôn có cảm giác không được kiên cường cho lắm. A Cửu đã kể tất cả mọi chuyện cho ta rồi, ta muốn biết, những gì mà Nam Cung Tú nói đều là sự thật sao? Y Tiểu Âm nhìn Hạ Thiên rồi hỏi một câu. Vợ y, những gì mà nữ nhân xấu xí kia nói với Cửu Nha Đầu đương nhiên không phải đều là sự thật rồi. Hạ Thiên cười hì hì, Cửu Nha Đầu tương đối ngốc, ngay lập tức bị nàng ta lừa gạt. Liên minh tu tiên thật sự tồn tại sao? Y Tiểu Âm tức giận hỏi. Ừ, đúng vậy, Hạ Thiên gật đầu. Rốt cuộc thì liên minh tu tiên mạnh cỡ nào? Có lợi hại hơn ngươi và những nữ nhân kia cộng lại không? Y Tiểu Âm tiếp tục dò hỏi. Sao có chuyện đó được, ta và thần tiên tỷ tỷ, muội muội chân dài các nàng cộng lại đương nhiên là lợi hại nhất. Hạ Thiên lập tức trả lời. Nhưng sau đó hắn lại bổ sung một câu, có điều ta nghe nói trong liên minh tu tiên ngu ngốc kia có người còn mạnh hơn cả người tu tiên độ kiếp kỳ, nhưng đây chẳng qua chỉ là truyền thuyết thôi, mặt khác, cao thủ độ kiếp kỳ trong liên minh tu tiên chắc sẽ tương đối nhiều. Nói cách khác, hiện tại tổng thể thực lực của bọn hắn mạnh hơn so với chúng ta. Y Tiểu Âm nói với một giọng rất bình tĩnh, nhưng ta nghĩ tạm thời bọn hắn sẽ không xuất động lực lượng mạnh nhất tới đối phó chúng ta. Nàng nói không sai. Nhưng dựa theo lời của tên quái gì kia, nếu bí mật của Nghịch Thiên Bát Châm bị tiết lộ ra ngoài thì chuyện đó rất có khả năng nha. Hạ Thiên gật đầu, nhưng tạm thời thì liên minh ngu ngốc kia chắc sẽ không có người biết ta nắm giữ Nghịch Thiên Bát Châm. Nam Cung Tú có nói đến ba loại phương án với A Cửu, ba loại phương án kia thật sự tồn tại sao? Y Tiểu Âm tiếp tục hỏi. Vợ y, trên lý luận thì đúng là có tồn tại. Nhưng chỉ có phương án thứ hai mà Cửu Nha Đầu chuẩn bị thực hiện là có xác suất thành công tương đối lớn. Hạ Thiên cười hì hì với Y Tiểu Âm, vợ y, thật ra nàng cũng có thể thử loại phương án này một chút, nói không chừng sẽ thành công nha. Ngươi có thể có một chút ý thức nguy cơ không hả? Y Tiểu Âm nổi giận, ngươi có biết hiện tại mình đang ở trong hoàn cảnh nào không? Một khi có người trong liên minh tu tiên biết ngươi nắm giữ Nghịch Thiên Bát Châm thì bọn hắn có thể lập tức đến đây bắt hoặc giết ngươi, thậm chí là khống chế ngươi. Thực lực hiện tại của ngươi căn bản không phải là đối thủ của bọn hắn. Vợ y, thì ra là nàng quan tâm ta tới như vậy. Hạ Thiên cười vui vẻ, tiếp đó lại giơ tay ôm Y Tiểu Âm vào lòng, không sao cả, bọn hắn không dễ dàng bắt được ta như vậy đâu. Hơn nữa, vợ y thân yêu, nàng biết đấy, con người đều có lòng tham, nếu những người khác biết ta có Nghịch Thiên Bát Châm thì cũng sẽ muốn độc chiếm Nghịch Thiên Bát Châm giống như tên Nam Cung Tú kỳ quái đó, cho nên bây giờ ta vẫn còn rất an toàn. Dừng một chút, Hạ Thiên lại bổ sung, hơn nữa, cho dù bây giờ có người công lực cao hơn ta một chút thì cũng không có vấn đề gì, cuối cùng thì ta vẫn sẽ thắng thôi. Nàng xem lúc trước muội muội chân dài lợi hại như vậy, không phải cũng thua ta sao? Còn có vợ nữ hoàng trước kia không nghe lời, bây giờ cũng đã rất ngoan. Ta không cần biết việc giữa ngươi và những cô vợ kia. Y Tiểu Âm tức giận nói, nhưng ngươi phải biết, bây giờ đây không phải là chuyện của riêng một mình ngươi nữa. Nếu không cẩn thận thì tất cả mọi người trên thế giới này đều phải chôn cùng với ngươi đấy. Vợ y à, nàng thật sự là quá thiện lương. Nàng nói đúng, chuyện này rất là quan trọng. Hạ Thiên chớp chớp mắt, mà thái độ đó của hắn lại khiến cho Y Tiểu Âm ngẩn người, tên bệnh thần kinh này đột nhiên biến thành bình thường rồi. Ngươi biết nó quan trọng là tốt rồi, bây giờ tốt nhất là ngươi nên chuyên tâm ứng đối chuyện này. Y Tiểu Âm hừ nhẹ một tiếng. Vợ y, ta sẽ rất chuyên tâm. Thật ra thì muốn ứng đối chuyện này rất là đơn giản, chỉ cần ta học xong Nghịch Thiên Đệ Bát Châm là được, nếu có thể sử dụng Nghịch Thiên Đệ Bát Châm thì công lực của ta chắc chắn sẽ gia tăng. Nói cách khác, vợ y thân yêu, bây giờ chúng ta bắt đầu luyện công đi. Hạ Thiên vẫn bày ra dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc. Không đợi Y Tiểu Âm đáp lời, Hạ Thiên lại bổ sung một câu, vợ y à, chúng ta luyện công là để cứu vớt thế giới, nghĩ tới thật sự thấy chúng ta quá vĩ đại. Ngươi còn muốn mặt mũi nữa không hả? Cuối cùng A Cửu không thể nhịn được nữa, tên khốn kiếp này lại muốn lấy cớ để chiếm tiện nghi tiểu thư nhà nàng. Y Tiểu Âm cũng rất chán nản, nàng còn tưởng cái tên tâm thần kia đột nhiên bình thường trở lại, kết quả hắn vẫn trước sau như một,
không có thay đổi gì, bây giờ còn lấy cớ cứu vớt thế giới để nàng luyện công cùng. Mà thứ hắn gọi là luyện công còn không phải là loại chuyện ấy sao? Mặc dù nàng chưa từng luyện qua với hắn, nhưng nàng đã sớm nghe nói về chuyện này. Ta lặp lại lần nữa, ta sẽ không dùng phương pháp luyện công đó với ngươi. Y Tiểu Âm đột nhiên tránh thoát Hạ Thiên, tiếp đó ngồi xuống trước mặt hắn, nếu như ngươi thật sự hy vọng ta trợ giúp, trong khoảng thời gian này, ta sẽ ở chung với ngươi để nghiên cứu nghịch thiên bát châm, tìm xem rốt cuộc nghịch thiên đệ bát châm được thi triển như thế nào, nhưng nếu như ngươi vẫn còn muốn làm loạn, vậy thì ta sẽ mặc kệ chuyện đó. Không sao, vậy cửu nha đầu luyện công với ta đi. Hạ Thiên lập tức đổi sang mục tiêu khác. Ngươi nằm mơ đi, A Cửu tức giận la to. Nếu vậy, cửu nha đầu, ngươi có thể đi rồi. Hạ Thiên buông A Cửu ra, dù sao ngươi sẽ không thể nghiên cứu nghịch thiên bát châm, cũng không thể giúp ta luyện công, hoàn toàn không có chút tác dụng nào. A Cửu tức điên, tên đó đang nói tiếng người sao? Không ngủ với hắn đồng nghĩa với không có tác dụng. Vợ y y, ta cảm thấy loại nha đầu không nghe lời, thỉnh thoảng còn muốn hợp tác với người khác để hại ta như cửu nha đầu không quá thích hợp ở lại đây. Nếu không lần sau nàng ta nói bí mật của nghịch thiên bát châm ra bên ngoài thì làm sao bây giờ? Hạ Thiên nhìn Y Tiểu Âm, vẻ mặt rất thành thật, cho nên, nếu không hai chúng ta cùng nhau nghiên cứu, nếu không thì ta vẫn nên nghiên cứu một mình thôi. A Cửu có chút tức giận, tên lưu manh đó hiển nhiên đang cố ý kiếm cớ đuổi nàng đi, nguyên nhân rất đơn giản, hắn muốn được ở riêng với Y Tiểu Âm, mà mục đích cuối cùng của hắn là gì, vậy càng không cần bàn nữa. Nhưng tức giận thì tức giận. Hiện giờ A Cửu lại không thể nói cái gì, bởi vì Hạ Thiên cũng không có nói oan nàng, nàng đúng là suýt chút nữa đã hợp tác với Nam Cung Tú để hãm hại Hạ Thiên. Lùi một bước nói, cho dù lần này nàng vẫn chưa thật sự hành động, nhưng đúng là trước đó nàng đã rất nhiều lần muốn giết hắn. Cứ việc gia hỏa kia đều tỏ vẻ không thèm để ý, nhưng bây giờ hắn lôi lý do đó ra để nói thì nàng cũng không cách nào phản bác được. A Cửu, trong khoảng thời gian này ta muốn chuyên tâm nghiên cứu y thuật với Hạ Thiên. Việc ở bệnh viện trông cậy cả vào ngươi. Lúc này Y Tiểu Âm lên tiếng phân phó. Được, tiểu thư, A Cửu đáp ứng, trong lòng dường như lơ đãng thở phào một cái. Nàng hơi chần chờ một chút, sau đó lại nói, tiểu thư, vậy ta đi trước đây. Ừ, có việc gì thì gọi điện thoại cho ta. Y Tiểu Âm gật đầu. A Cửu liếc nhìn Hạ Thiên một cái, tiếp đó quay người rời đi. Mà khi nàng vừa mới bước ra ngoài thì đã nghe thấy sau lưng truyền tới tiếng đóng cửa. Điều đấy khiến trong lòng nàng thoáng có chút bất an, nhưng một giây sau, nàng tự nói với bản thân, mặc kệ bên trong sắp xảy ra cái gì, đó không phải là chuyện mà nàng có thể xen vào. Mặc dù nàng vẫn rất tôn kính tiểu thư, vẫn rất để ý tới nàng ấy, nhưng chung quy thì nàng vẫn cần có cuộc sống của riêng mình, nàng không thể cứ mãi buộc chung một chỗ với Y Tiểu Âm được. Huống chi, thật ra thì nàng cũng không cách nào buộc chung một chỗ với nàng ấy được. Ít nhất, trong mắt của Hạ Thiên, địa vị của nàng và Y Tiểu Âm hoàn toàn không cùng một tầng thứ. Trong lòng A Cửu hình như có một tia không thoải mái, nhưng rất nhanh, tia khó chịu ấy đã bị nàng xua tan, lại sau đó, nàng nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Mà giờ khắc này, trong phòng tổng thống, Hạ Thiên lại đang rất vui vẻ. Vợ y y, hôm nay người quá ngoan, biết đuổi cửu nha đầu đi chỗ khác, như vậy chúng ta có thể bắt đầu chân chính tận hưởng thế giới của hai người rồi. Hạ Thiên vừa nói vừa vươn tay ôm Y Tiểu Âm. Nhưng lần này Y Tiểu Âm đã sớm có chuẩn bị, eo nhỏ lập tức uốn éo né sang một bên. Hiện tại để ta nói rõ ràng với ngươi, trong khoảng thời gian này ta sẽ ở đây, cho đến khi nguy cơ chân chính đi qua, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi không được làm loạn. Y Tiểu Âm nhìn Hạ Thiên, giọng điệu bình tĩnh, nếu như ngươi thật sự có lòng tin vào bản thân, như vậy ngươi hãy dùng một loại phương thức bình thường với ta. Ngươi không ngốc, chắc chắn hiểu những gì ta nói. Cho nên cũng đừng giả ngu trước mặt ta nữa. Vợ y y, ta thông minh như vậy sao có thể giả ngu được chứ? Hạ Thiên cười hì hì, nhưng vợ y y lại rất thích giả ngu, rõ ràng nàng đã sớm là người của ta rồi mà luôn làm bộ như mình không phải, như vậy là không đúng nha. Nói chính sự đi, thật ra Y Tiểu Âm đã sớm biết, muốn cho Hạ Thiên yên phận căn bản là suy nghĩ viển vông, nàng chỉ cần thiết làm cho Hạ Thiên hiểu, nàng vẫn sẽ không để cho hắn tùy tâm sở dục mà thôi. Vợ y y, chuyện của chúng ta chính là chính sự lớn nhất. Hạ Thiên nói với vẻ mặt vô cùng thành thật. Vậy à, thế chuyện của Nguyệt Thanh Nhã, Dạ Ngọc Mị các nàng thì sao đây? Y Tiểu Âm hừ nhẹ một tiếng, chẳng lẽ người thật sự không lo lắng các nàng ấy sẽ xảy ra chuyện sao? Hiện giờ các nàng đi Tiên Vân Đại Lục, mà ngươi vẫn còn ở đây,
thậm chí các nàng ấy còn không biết sự tồn tại của liên minh tu tiên, mà ngươi đã biết chuyện đó lại không cách nào thông báo cho các nàng ấy biết, đừng nói cho ta là ngươi không hề lo lắng một chút nào. Vợ y y à, đương nhiên là ta sẽ không lo lắng rồi. Thần tiên tỷ tỷ và muội muội chân dài rất lợi hại, chắc chắn các nàng ấy sẽ không có việc gì. Hạ Thiên vẫn là dáng vẻ không thèm để ý chút nào, nhưng ta phát hiện bây giờ ta lại rất nhớ các nàng ấy, vợ y y, hay là chúng ta nghĩ biện pháp liên lạc các nàng trước đi. Ngươi thật sự không có cách nào liên lạc với các nàng ấy à? Y Tiểu Âm vẫn có chút nghĩ mãi không ra, các nàng ấy bỏ ngươi ở lại đây, chẳng lẽ thật sự không sợ ngươi sẽ gặp nguy hiểm sao? Vấn đề đó ta cũng không rõ lắm. Hạ Thiên nghiêm túc suy nghĩ một hồi, đúng rồi, vợ y y, nếu không chúng ta thí nghiệm một chút đi. Thí nghiệm như thế nào? Y Tiểu Âm không rõ Hạ Thiên muốn làm cái gì. Chính là nàng làm bộ muốn giết ta sẽ không phản kháng, như vậy chẳng khác nào ta gặp nguy hiểm, tiếp theo nhìn xem thần tiên tỷ tỷ các nàng có thể tới cứu ta hay không. Hạ Thiên nói với vẻ mặt rất chân thành. Dừng một chút, Hạ Thiên lại bổ sung, làm bộ chắc không có tác dụng, vợ y y, nàng phải thật sự giết ta mới được. Ngươi có bệnh à? Y Tiểu Âm tức khắc không nhìn được mắng Hạ Thiên, đây là chủ ý ngu ngốc gì vậy? Vợ y y, điều đấy làm sao là chủ ý ngu ngốc chứ? Nếu như ta chân chính gặp phải nguy hiểm tính mạng, như vậy thần tiên tỷ tỷ các nàng chắc chắn sẽ biết, tiếp đó hơn phân nửa sẽ xuất hiện. Hạ Thiên lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, thần tiên tỷ tỷ biết rất nhiều tiên thuật kỳ quái. Ta cảm thấy nàng ấy chắc đã sử dụng biện pháp cảm ứng gì đó trên người của ta, nếu không thì nàng ấy tuyệt đối sẽ không yên tâm để ta ở chỗ này một mình. Lỡ như suy đoán của ngươi sai thì làm sao đây? Y Tiểu Âm tức giận nói, cứ giả thiết là suy đoán của ngươi đúng đi, như vậy ngươi cần thiết phải gặp chân chính nguy hiểm tính mạng. Thời điểm ta động thủ thì không thể giữ lại đường sống, nói như vậy, lỡ như phán đoán sai lầm thì ngươi thật sự sẽ chết đấy. Vợ y y, nàng không nỡ để cho ta chết sao? Hạ Thiên cười hì hì, thật ra thì không sao đâu, nàng cũng là thần y, chỉ cần lúc đó ta không chết thì nàng vẫn có thể cứu sống ta. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, nếu ngươi thật sự đã chết, với ta mà nói là một loại giải thoát. Y Tiểu Âm tức giận nói, nhưng nếu ngươi chết thì thế giới này sẽ đại loạn. Vợ y y, quả nhiên là nàng vẫn không nỡ để ta chết, nếu như ta chết thì nàng sẽ làm cho thế giới này đại loạn. Hạ Thiên cười hì hì, vậy được rồi, nếu phương pháp này không được. Để ta nghĩ lại biện pháp khác. Hạ Thiên đúng là muốn liên lạc với thần tiên tỷ tỷ các nàng, nhưng bây giờ hắn xác thật không có biện pháp nào. Trước khi tới đây thì hắn đã gửi tin nhắn cho bé ngoan, hỏi nàng ấy có cách nào để liên lạc với thần tiên tỷ tỷ các nàng không, bởi vì hắn luôn cảm thấy bé ngoan là do thần tiên tỷ tỷ các nàng cố ý lưu lại cho hắn. Thật ra Hạ Thiên vẫn luôn hoài nghi bé ngoan chính là phân thân của tiểu yêu tinh, hắn có nhiều vợ như vậy, nhưng cũng chỉ có tiểu yêu tinh làm ra rất nhiều phân thân. Cái người bé ngoan kia rất có thể là một trong những phân thân của tiểu yêu tinh. Nếu như bé ngoan thực sự là phân thân tiểu yêu tinh, theo lý thuyết thì nàng ấy chắc có thể liên lạc với tiểu yêu tinh, bởi vì giữa phân thân và bản thể sẽ có mối liên hệ nào đó. Phải biết rằng, lúc trước sau khi phong bế thông đạo ở núi tuyết, Cơ Thanh Ảnh đã lợi dụng phân thân mới có thể qua lại hai thế giới. Ngươi đừng có ở chỗ này giả ngu, nếu như ngươi thật sự đã chết. Cô nàng Dạ Ngọc Mị mà ngươi thích nhất khẳng định sẽ tới đây giết người lung tung. Y Tiểu Âm tức giận nói. Nói đến Dạ Ngọc Mị, trong lòng Y Tiểu Âm có chút không thoải mái, tuy mấy năm nay nàng rất ít giao tiếp với các nữ nhân trên đảo Thần Tiên, nhưng cũng được biết không ít chuyện. Trước kia, cũng vì Dạ Ngọc Mị nói rằng muốn giết chết tất cả vợ của Hạ Thiên, làm Hạ Thiên trốn ở vọng cảng không dám lộ diện, mà lúc đó nàng ấy dùng chuyện đó uy hiếp Hạ Thiên, sau đó khiến cho Hạ Thiên dùng loại thủ đoạn này đối phó với nàng. Kết quả là Hạ Thiên và Dạ Ngọc Mị ở bên nhau, tình cảm còn cực kỳ tốt, nàng còn được nghe nói là Hạ Thiên thích ở cùng với Dạ Ngọc Mị nhất. Đương nhiên chuyện kia cũng khó trách, gương mặt và dáng người của Dạ Ngọc Mị, đặc biệt còn có loại khí chất kia thật sự dễ dàng gợi lên ham muốn chinh phục của nam nhân. Vợ y y, nàng nói vậy là không đúng rồi, người ta thích nhất là thần tiên tỷ tỷ, nhưng ta cũng rất thích muội muội chân dài. Nếu như ta đã chết thì đương nhiên là vợ chân dài sẽ rất thương tâm. Nhưng nàng ấy sẽ không giết người lung tung, nàng ấy hoàn toàn không có hứng thú gì với người ở đây. Hạ Thiên nói với dáng vẻ rất tự hào, nàng chỉ có hứng thú với mỗi mình ta mà thôi, những người khác nàng ấy lười đi giết. Y Tiểu Âm không thể làm gì với căn bệnh tự luyến của Hạ Thiên, cố tình nàng còn biết những gì mà Hạ Thiên nói đều là sự thật. Nghe nói cái người gọi là Dạ Ngọc Mị kia chỉ quan tâm tới hai người, một người là Nguyệt Thanh Nhã,
người còn lại chính là Hạ Thiên, ngay cả Tống Ngọc Mị mà năm đó nàng ta nghiêm túc bồi dưỡng cũng không phải rất được quan tâm. Ai, ta lại có chút nhớ muội muội chân dài rồi. Hạ Thiên tự lẩm bẩm, ta cần phải mau chóng nghĩ biện pháp tìm được các nàng ấy. Dứt lời, Hạ Thiên lập tức ngồi xuống rồi nhìn về phía Y Tiểu Âm, vợ Y, chúng ta tới nghiên cứu nghịch thiên bát châm đi, mấy ngày nay nàng có phát hiện cái gì không? Hiện giờ, ở Tiên Vân Đại Lục, ở trên đảo Thần Tiên, ba nữ nhân đang ở trong một căn phòng, cả ba đều mặc trang phục khác nhau, một người mặc áo bào trắng, một người mặc váy đen, người còn lại là một thân xanh biếc, nhưng các nàng đều có một điểm chung là ai nấy đều xinh đẹp tuyệt luân, phong hoa tuyệt đại. Các nàng chính là ba nữ nhân xinh đẹp và cao quý nhất Tiên Vân Đại Lục, Nguyệt Thanh Nhã, Dạ Ngọc Mị và nữ hoàng Cơ Thanh Ảnh. Lúc này thì gương mặt xinh đẹp của Cơ Thanh Ảnh hơi có vẻ ngưng trọng. Thanh Nhã, ta vừa mới bắt được mấy người, sau khi thẩm vấn, phát hiện chúng ta gặp phải một phiền toái rất lớn, tạm thời những người khác không biết chuyện này, suy xét đến khả năng nàng ấy không tin ta, cho nên, hai người các ngươi tự mình đi thẩm vấn một chút đi. Cơ Thanh Ảnh mở miệng ra nói, mà người trong miệng nàng, hiển nhiên là Dạ Ngọc Mị. Những năm gần đây, Cơ Thanh Ảnh và Dạ Ngọc Mị mặc dù chính xác là không có đánh nhau, nhưng quan hệ hai người vẫn luôn không tốt, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Trước kia Cơ Thanh Ảnh từng hố Dạ Ngọc Mị. Thanh Ảnh, ngươi nói đơn giản một chút đi. Nguyệt Thanh Nhã không có lập tức đi thẩm vấn, đại khái là chuyện gì? Lúc chúng ta vừa từ bên kia đem đảo Thần Tiên di chuyển đến, tiếng động khá lớn, đã kinh động đến một tổ chức gọi là Liên Minh Tu Tiên. Cơ Thanh Ảnh đại khái giới thiệu một chút lai lịch của Liên Minh Tu Tiên, bây giờ, bọn họ để mắt tới chúng ta, tin tức tốt là, bọn họ tạm thời vẫn không quá coi trọng chúng ta, hơn nữa. Bây giờ bọn họ cũng không biết chuyện của nghịch thiên bát châm, tin tức xấu là, liên minh tu tiên khá cường đại, có thể mạnh hơn so với đảo thần tiên chúng ta. Người nói là, trong liên minh tu tiên thật sự có tiên nhân. Dạ Ngọc Mị lạnh lùng hỏi. Trong liên minh tu tiên có phải có tiên nhân, chuyện đó không thể xác định được, dựa vào lời bọn họ từng nói, trong truyền thuyết là có, nhưng có chuyện có thể xác định được, đó chính là, toàn bộ người tu tiên bước vào cảnh giới độ kiếp của liên minh tu tiên. Khẳng định nhiều hơn so với người nơi này của chúng ta. Gương mặt xinh đẹp của Cơ Thanh Ảnh vẫn có chút nghiêm nghị, hơn nữa, sức chiến đấu của bọn họ, có thể mạnh hơn so với chúng ta, mặc dù ở đây chúng ta không thiếu cao thủ độ kiếp kỳ, nhưng các nàng ấy thật sự rất ít tham gia chiến đấu. Đều là độ kiếp kỳ, nên ta không sợ bất cứ kẻ nào. Dạ Ngọc Mị hừ nhẹ một tiếng. Ta cũng không sợ bọn họ, nhưng chúng ta nhất định phải chuẩn bị trước. Cơ Thanh Ảnh nhìn về phía Nguyệt Thanh Nhã, hơn nữa, còn có một tin tức càng xấu, liên minh tu tiên đã phái người qua bên kia, dựa vào công lực bây giờ của Hạ Thiên, e rằng. Sao ngươi không nói lời ấy trước? Dạ Ngọc Mị lập tức cũng có chút giận, cả người đột nhiên đứng lên. Tiểu Mị, đừng nóng vội. Nguyệt Thanh Nhã đưa tay kéo lấy Dạ Ngọc Mị, hắn không có việc gì, nếu hắn thật sự có chuyện, ta sẽ biết. Dạ Ngọc Mị một lần nữa ngồi xuống, nàng tuyệt đối không hoài nghi đối với Nguyệt Thanh Nhã, nếu Nguyệt Thanh Nhã nói Hạ Thiên không có việc gì. Vậy khẳng định là không có việc gì. Thanh Nhã, tình hình trên đại khái chính là như vậy, mấy người tu tiên của liên minh tu tiên kia, trước mắt vẫn còn sống, ngươi có thể tự mình đi hỏi một chút, sau đó xem xử lý chuyện đó như thế nào. Cơ Thanh Ảnh đứng dậy, ta sẽ tiếp tục để cho người khác nghe ngóng chuyện của nghịch thiên đệ bát châm, đồng thời cũng sẽ chú ý tình hình liên minh tu tiên, có tin tức ta sẽ lập tức thông báo cho các ngươi. Được, ta trước tiên nghĩ một chút, Nguyệt Thanh Nhã gật đầu. Tiên Vân Đại Lục là địa bàn của Cơ Thanh Ảnh, cho nên toàn bộ chuyện của Đại Lục, trên cơ bản là Cơ Thanh Ảnh đang phụ trách, nhưng ở trên đảo Thần Tiên, mỗi người đều nghe Nguyệt Thanh Nhã, Cơ Thanh Ảnh cũng tin tưởng Nguyệt Thanh Nhã sẽ đưa ra quyết định thích hợp nhất. Cơ Thanh Ảnh biến mất từ trong nhà, mà lúc này Dạ Ngọc Mị đã không nhịn được mở miệng, để cho ta trở về đi, ta âm thầm nhìn hắn. Tiểu Mị, đừng nóng vội, chúng ta trước tiên đi thẩm vấn những người của Liên Minh Tu Tiên kia một chút, biết rõ chuyện kia một chút. Nguyệt Thanh Nhã nhẹ nhàng nở nụ cười, được rồi, ta biết ngươi lo lắng cho tiểu sắc lang kia, nhưng hắn sẽ không có chuyện gì. Ta mới không có lo lắng cho hắn. Dạ Ngọc Mị vẫn không chịu thừa nhận. Qua một giây, Dạ Ngọc Mị lại nói, là ta hút lấy hết công lực của hắn, nếu như hắn thật sự bởi vì chuyện đó gặp nguy hiểm, vậy thì đều là trách nhiệm của ta. Lấy đi công lực của hắn, là chúng ta cùng nhau quyết định, cho nên, mặc kệ như thế nào, cũng đều không phải trách nhiệm của ngươi. Nguyệt Thanh Nhã lắc đầu, với lại, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ hoàn toàn không có chuẩn bị, để một mình hắn chờ ở thế giới kia sao? Nhưng, bây giờ,
không tới thời kỳ mấu chốt, người vẫn không nên xuất hiện. Hơi trầm ngâm một chút, Nguyệt Thanh Nhã lại nói, chúng ta cưỡng ép mở ra lối đi kia, nó vẫn luôn không ổn định, hơn nữa, trước đó chúng ta đến, gây nên sự chú ý cho tổ chức gọi là Liên Minh Tu Tiên, vậy bây giờ ngươi quay về, e rằng lại sẽ kinh động bọn họ, nếu không cẩn thận, ngược lại sẽ dẫn tới cường địch đi đến bên kia. Biết rồi, chúng ta sẽ giải quyết quân địch ở chỗ này. Dạ Ngọc Mị lập tức hiểu được. À, trước tiên, chúng ta cần hiểu rõ tình hình của Liên Minh Tu Tiên, chuẩn bị ứng đối. Nguyệt Thanh Nhã gật gù, sau đó, hai người đồng thời biến mất từ trong nhà. Thành phố Giang Hải, trong khách sạn xa hoa nào đó. Trong phòng Tổng thống, Hạ Thiên Cùng và Tiểu Âm ngược lại đang rất chăm chú bắt đầu thảo luận lên nghịch thiên đệ bát châm. Vợ y, tình hình ta thi triển bảy châm trước đó, trên cơ bản chính là như vậy. Hạ Thiên nói ra một lần thủ pháp thi triển nghịch thiên đệ bát châm và tình hình cụ thể với y Tiểu Âm, đây cũng là y Tiểu Âm nói, nàng nhất định phải hiểu rõ những chuyện này, mới có thể tìm hiểu toàn bộ nghịch thiên đệ bát châm tốt hơn. Ta hiểu, phía trước ba châm, chính là y thuật bình thường, thủ pháp thi châm cũng rất bình thông, bắt đầu từ đệ tứ châm, chính là tiên thuật thật sự. Y Tiểu Âm hơi trầm ngâm, kỳ thực thủ pháp thi triển đệ tứ châm đệ ngũ châm, vẫn như cũ xem như khá bình thường, nhưng đệ lục châm đệ thất châm, đều rất đặc biệt. À, là như thế này, đệ lục châm là cần nguyên anh đồng thời thi châm, mà đệ thất châm phải là có thần thức mới thi châm được, vấn đề là đệ bát châm dùng cái gì để thi triển nhỉ? Trước kia ta suy nghĩ rất lâu, vẫn luôn nghĩ không ra. Hạ Thiên đối với điều đó có chút buồn bực, hắn vốn là không quan tâm đệ bát châm, hắn cảm thấy cứ như vậy cũng rất tốt, đối với các loại chuyện nghịch thiên thành thiên gì đó, hắn cũng không hứng thú gì. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện mình không thể không tu luyện đệ bát châm, nên bắt đầu ý thức được, đệ bát châm này, không có đầu mối. Đệ lục châm là cần có nguyên anh thi châm, đệ thất châm là cần có thần thức thi châm, đệ bát châm có thể chính là cần tu vi độ kiếp kỳ, khi người tu tiên bước vào độ kiếp kỳ, ngoại trừ nguyên anh và thần thức, có điểm khác biệt đặc thù gì nữa hay không? Y Tiểu Âm bắt đầu nghiêm túc suy tư, theo lý thuyết, đây là có quy luật, có thể nhất định phải là một loại đồ vật nào đó chỉ thuộc về độ kiếp kỳ, mới có thể phối hợp với người thi triển đệ bát châm. Vợ ý nghĩ kia của nàng ngược lại rất đúng, kỳ thực ta cũng muốn như vậy, nhưng độ kiếp kỳ ngoại trừ thần thức càng thêm cường đại, dường như cũng không có gì đặc biệt. Hạ Thiên có chút bực bội, nếu không thì, vợ ta tăng công lực của nàng lên đến độ kiếp kỳ, sau đó nàng thử nghiên cứu xem. Đừng đưa ra loại chủ ý đó, ta không có hứng thú. Y Tiểu Âm một mặt hứng hờ, người có thể làm cho công lực của ngươi lần nữa khôi phục đến độ kiếp kỳ, ngược lại đến lúc đó thật sự châm cứu cũng là ngươi, ta cũng không có thể chất như ngươi. Được rồi, vậy ta nghĩ những biện pháp khác, bây giờ Hạ Thiên thật sự bắt đầu suy nghĩ cách nâng cao công lực nhanh chóng, nếu không, ngộ nhỡ một đám cao thủ đến, hắn vẫn đánh không lại, vậy thì khá phiền toái rồi. Không đợi Y Tiểu Âm nói chuyện, Hạ Thiên đã bắt đầu tính toán bây giờ có một mỹ nữ đồ đệ nghe lời, còn có vợ Tiểu y, tiểu muội chân dài còn không phải giống như là quá phù hợp, cửu nha đầu cũng không nghe lời, thuần thuần nha đầu kia ấy hả, là tiểu lừa gạt, bối bối nha đầu lại chạy khắp nơi, muốn nhanh chóng nâng cao công lực dường như còn có chút khó khăn đây. Ngươi có thể tìm người giúp ngươi nhanh chóng tìm tư liệu hay không? Lúc này Y Tiểu Âm mở miệng hỏi. Đúng vậy đó, vợ y nàng muốn tìm cái gì? Hạ Thiên thuận miệng hỏi. Bây giờ có thể khẳng định là, thời gian nghịch thiên đệ bát châm tồn tại rất lâu, thế giới này nói không chừng, trước đó cũng sẽ tồn tại ghi chép, ngươi để cho người khác giúp ngươi tìm xem, bất cứ tư liệu gì liên quan tới nghịch thiên đệ bát châm, đều gửi tới cho chúng ta. Y Tiểu Âm dừng lại một chút, cho dù chỉ là một số người viết tiểu thuyết, cũng tìm, nói không chừng chúng ta có thể từ trong đó tìm được một chút thứ cần. Vậy ta nói với bé ngoan một chút, Hạ Thiên lấy điện thoại di động ra, lập tức lại gửi tin cho bé ngoan. Ngoài ra, chuyện đó ngươi tốt nhất biết điều, không nên tùy tiện nhắc đến nghịch thiên đệ bát châm với người khác. Y Tiểu Âm lại mở miệng ra nói. Vợ không cần lo lắng, loại chuyện nhỏ này, ta đều biết phải làm sao. Hạ Thiên hì hì nở nụ cười, nàng xem chúng ta vừa nghiên cứu lâu như vậy, muốn nghỉ ngơi một chút hay không, làm chút chuyện khác. Trong đầu ngươi có thể nghĩ cái khác một chút hay không? Y Tiểu Âm tức giận nói, tên khốn này gọi là làm chuyện khác, không phải là loại chuyện hư hỏng kia sao? Vợ ta vẫn luôn suy nghĩ cái khác nha. Vẻ mặt của Hạ Thiên trông rất vô tội, kỳ thực chúng ta chui đầu vào nhà nghiên cứu như vậy cũng không phải biện pháp, trước tiên chờ bé ngoan giúp chúng ta tìm tư liệu, nên chúng ta có thể làm chút việc khác,
hoặc đi ra ngoài chơi một chút cũng được mà. Khi Tiểu Âm còn chưa lên tiếng, ngay lúc này điện thoại Hạ Thiên đã vang lên. Cầm điện thoại di động lên, Hạ Thiên đã phát hiện là mỹ nữ đồ đệ rất nghe lời kia của hắn gọi tới, nên lập tức nhận điện thoại. Sư phụ, người ở đâu vậy? Tiểu Lạc đã trở lại kinh thành rồi, ta đến bồi ngươi có được hay không? Điện thoại vừa kết nối, Triệu Thanh Thanh kia có chút không kịp chờ đợi âm thanh đã truyền tới. Được, ta ở khách sạn. Hạ Thiên một lời đáp ứng, lập tức nói địa chỉ cho Triệu Thanh Thanh biết. Ta lập tức tới, Triệu Thanh Thanh lập tức cúp điện thoại. Triệu Thanh Thanh nói lập tức, vậy thật sự đúng là lập tức, không đến 5 phút, nàng đã xuất hiện ở cửa phòng, mà Hạ Thiên vừa mở cửa, nàng đã nhảy tới bên người Hạ Thiên. Đang lúc Triệu Thanh Thanh chuẩn bị hôn Hạ Thiên một cách nồng nhiệt, nàng mới nhìn thấy trong phòng còn có người khác, sau đó, nàng cũng có chút sững sờ. Ừ, vợ y cũng sẽ ở đây bồi ta chơi. Hạ Thiên thuận miệng nói. Ta không phải tới chơi. Trong giọng nói của Y Tiểu Âm nhiều hơn một phần lạnh nhạt, ta cũng khuyên ngươi đừng chỉ muốn chơi, nên nghĩ đến những khả năng nữ nhân của ngươi gặp nguy hiểm. Y Tiểu Âm, đã bao nhiêu năm, ngươi vẫn là giả thanh cao như thế. Triệu Thanh Thanh bĩu môi, các nàng lười nói ngươi, nhưng ta thật sự rất chướng mắt, nếu ta là sư phụ, ta trực tiếp nhốt ngươi trong phòng tối nhỏ, mỗi ngày muốn làm gì đối với ngươi thì làm, ngược lại ngươi cũng không phải là người tốt lành gì. Hạ Thiên lần nữa cảm thấy, vẫn là mỹ nữ đồ đệ ngoan, chủ ý đó cũng không tệ, hắn ngược lại cũng không phải không nghĩ như vậy, nhưng người thực sự ủng hộ hắn làm như thế, dường như chỉ có mỹ nữ đồ đệ thôi. Triệu đại tiểu thư, cho tới bây giờ ta chưa từng cảm thấy mình thanh cao, đương nhiên ta cũng chưa từng giả thanh cao gì cả. Y Tiểu Âm bình tĩnh nói, ngươi có chuyện ngươi thích làm, ta cũng có chuyện ta thích làm, ngươi thích đi làm những chuyện kia với hắn, mà ta đi với hắn chỉ muốn nói chuyện y thuật, ta sẽ không ảnh hưởng đến ngươi, ngươi cũng đừng ảnh hưởng đến ta. Ta lười làm ảnh hưởng đến ngươi, ta chỉ không quen nhìn ngươi mà thôi. Triệu Thanh Thanh bĩu môi, nếu không phải sư phụ thích ngươi thì ta còn lười nói chuyện với ngươi, nhìn ngươi bây giờ, được người khác xưng là y tiên, đã vậy có rất nhiều người xem ngươi trở thành thánh nữ. Nhưng tất cả của ngươi đều do sư phụ tặng cho ngươi, bệnh viện của ngươi, y thuật của ngươi, có cái nào là dựa vào bản lĩnh của ngươi không? Cái gọi là y tiên cũng chỉ là xưng hô của người khác dành cho ta mà thôi. Giọng nói của Y Tiểu Âm vẫn rất bình tĩnh. Y tiên nha, người đi khắp nơi giúp người khác, đi khắp nơi chữa bệnh cho người ta. Nói đến, hàng năm người đúng là giúp không biết bao nhiêu người, những người đó cũng không có ai đối xử tốt với ngươi. Trên thế giới này, chân chính tốt nhất đối với ngươi chính là sư phụ, nhưng người đối với những người kia tốt như vậy, ngược lại cả ngày dùng gương mặt lạnh nhạt nhìn sư phụ, có ai giống như ngươi sao? Triệu Thanh Thanh nhẹ hừ một tiếng, đừng tưởng ta không biết sư phụ đã làm gì với ngươi, chuyện đó nói cho cùng, sư phụ cũng chỉ là phòng vệ chính đáng, là ngươi đối phó hắn trước. Triệu đại tiểu thư, mười mấy năm trước, ngươi đã đối xử rất tốt với vị sư phụ kia của ngươi, nhưng hình như hắn cũng không cho ngươi cái gì. Lần này, Y Tiểu Âm nói còn chưa dứt lời đã bị đánh gãy. Cho nên ta mới nói ngươi là loại người không biết nhớ ơn. Trước đó, sư phụ không quan tâm ta. Hắn cho ta rất nhiều thứ, ta có thể trở thành nữ hiệp Thanh Thanh đều là hắn dạy ta. Lúc trước, sư phụ đã cứu ta rất nhiều lần, mặc dù sư phụ đều không thèm để ý những chuyện nhỏ nhặt kia nhưng ta đều nhớ được. Triệu Thanh Thanh nhẹ hừ một tiếng, ta không giống ngươi, sư phụ làm nhiều chuyện cho ngươi như vậy nhưng ngươi đều không nhớ rõ, cả ngày chỉ nhớ mãi không quên chuyện đó. Thật có lỗi, Triệu đại tiểu thư, ta không hứng thú tranh luận với ngươi những chuyện này. Sắc mặt của Y Tiểu Âm hơi lạnh lùng. Nàng vừa nói vừa nhìn về phía Hạ Thiên, trong mắt có chút buồn bực ý, dưới cái nhìn của nàng, Hạ Thiên là cố ý để cho Triệu Thanh Thanh nói những lời kia. Vợ y, thật ra thì không sao, nàng nhớ chuyện đó cũng không có gì, ta vẫn còn nhớ mà. Hạ Thiên chứng chạc đàng hoàng nói, ta còn nhớ rõ thân thể của vợ y rất tốt, dáng người của nàng bây giờ khá hơn một chút. Lưu manh, Y Tiểu Âm không thể nhịn được nữa cắn răng, lập tức sau xoay người đi ra, vào trong một phòng ngủ khác. Sư phụ, dáng người của ta cũng rất tốt, không tin ngươi xem thử đi. Sau lưng, âm thanh có chút kiều mị của Triệu Thanh Thanh lại truyền vào trong tai Y Tiểu Âm. Y Tiểu Âm đóng cửa, vô ý thức nhìn thoáng qua lại phát hiện Triệu Thanh Thanh đã dâng lên nụ hôn nồng nhiệt. Sau đó, nàng ấy đã đi vào trong một phòng khác với Hạ Thiên. 10 phút sau, Y Tiểu Âm có chút đau đầu, bởi vì trong tai nàng bắt đầu có thêm một chút tạp âm. Thật ra thì phòng tổng thống này, cách âm rất không tệ. Dù là ngủ trong phòng khác nhau thì đều rất khó nghe được âm thanh,
nhưng mấu chốt là, Y Tiểu Âm không phải người thường. Thân là một người tu tiên, hơn nữa còn là người tu tiên đã bước vào cảnh giới kim đan kỳ, cho dù một chút xíu âm thanh thì trên cơ bản nàng đều có thể nghe được, mà thậm chí nàng còn cảm thấy âm thanh đó có lẽ là do Triệu Thanh Thanh cố ý, vì nó đặc biệt lớn. Lúc này, Y Tiểu Âm có loại xúc động muốn rời khỏi khách sạn, nhưng là một người tu tâm nhiều năm, rất nhanh nàng đã kiềm chế loại xúc động này. Bởi vì, sở dĩ nàng tới đây tìm Hạ Thiên, hơn nữa quyết định ở riêng với hắn không phải vì xúc động, mà là kết quả sau một lần suy nghĩ kỹ. Tối hôm qua, sau khi A Cửu gọi điện thoại cho nàng thì nàng đã ý thức được có chuyện lớn, mà Hạ Thiên mang Nam Cung Tú đi thẩm vấn riêng cũng làm cho Y Tiểu Âm ý thức được một chuyện, đó chính là, thật ra Hạ Thiên cũng không tín nhiệm A Cửu. Chuyện đó rất bình thường, thậm chí nàng còn hiểu rõ. Hạ Thiên không chỉ không tín nhiệm A Cửu, mà cũng không hoàn toàn tín nhiệm nàng, đặc biệt là chuyện này rõ ràng có quan hệ đến an nguy những nữ nhân kia của Hạ Thiên. Mà điều đó vẫn luôn là chuyện Hạ Thiên để ý nhất, đối với chuyện kia, nàng đã khắc sâu trong ký ức. Vừa rồi, khi Triệu Thanh Thanh nói những lời đó cũng làm cho Y Tiểu Âm có chút xúc động. Ở trong mắt người khác, nàng thật giống như thánh nhân, nhưng bản thân nàng hiểu rất rõ. Nàng không phải là gì cả. Nhưng vấn đề là, nàng để ý đến người bình thường trên thế giới này, nàng hy vọng có thể cứu được càng nhiều người. Mà bây giờ, rất có thể những người này đều gặp nguy hiểm, mà những người bình thường đó lại căn bản không biết nguy hiểm đang đến gần. Trên thế giới này, người chân chính có thể giải quyết những nguy cơ này chỉ có một người, đó chính là Hạ Thiên. Nhưng Hạ Thiên có tâm tư đi làm những chuyện kia hay không, nàng lại không dám khẳng định. Dù sao, đối với Hạ Thiên, hắn sắp rời khỏi thế giới này, có thể đi Tiên Vân Đại Lục, hoặc những nơi khác. Y Tiểu Âm tin rằng những nữ nhân kia của Hạ Thiên sẽ làm một vài biện pháp bảo hộ ở trên người hắn. Nếu thật sự gặp phải nguy hiểm, nói không chừng Hạ Thiên sẽ trực tiếp bị các nàng mang đi, nói cực đoan một chút, cho dù thế giới này bị hủy diệt thì Hạ Thiên vẫn sẽ bình yên vô sự. Tính cách của Hạ Thiên chính là như vậy, Y Tiểu Âm không mong rằng sẽ có thể thay đổi chuyện gì. Nhưng thật ra, nàng cũng biết. Mình có thể thay đổi một ít chuyện, đặc biệt là hiện tại, vào lúc này, nàng hoàn toàn có thể thay đổi một số việc, chí ít là có thể dẫn dắt một số việc. Nguyên nhân rất đơn giản, những nữ nhân kia của Hạ Thiên đều đã rời đi, trên lý thuyết, bây giờ nàng là vợ duy nhất ở đây của Hạ Thiên, cho dù bản thân nàng không quá tán thành thân phận đó, nhưng ý của người kia, trước mắt, người chân chính có thể ảnh hưởng đến hắn, thật ra chỉ có nàng. Mặc dù những ngày qua, bên cạnh Hạ Thiên lại có thêm một vài nữ nhân. Ví dụ như Lam Y Nhân, ví dụ như Triệu Thanh Thanh, còn có Ninh Nhụy Nhụy. Nhưng Y Tiểu Âm rất rõ ràng, nếu nàng nguyện ý thay đổi một chút, vậy những người kia cũng không có bao nhiêu uy hiếp đối với nàng. Tại sao tên háo sắc đáng chết kia cứ thích làm chuyện bại hoại như vậy chứ? Y Tiểu Âm nhìn không được mắng Hạ Thiên ở trong lòng. Thật ra thì trong những năm qua, đúng như nàng đã từng nói với A Cửu, nàng trên cơ bản đã buông xuống chuyện kia. Đối với nàng mà nói, năm đó bản thân uy hiếp Hạ Thiên chính là một sai lầm, mà chuyện đó chính là một sai lầm phải trả giá lớn. Nhưng cái nàng gọi là buông xuống chỉ là buông xuống cửu hận, không nghĩ đến chuyện đó nữa. Nhưng nếu muốn nàng làm nữ nhân của Hạ Thiên thì nàng vẫn không cách nào làm được. Trên thực tế, nàng cảm thấy mình không muốn làm nữ nhân, nàng chỉ muốn làm bác sĩ, một bác sĩ thuần túy. Nhưng nếu ở cùng với Hạ Thiên thì lại không còn đơn giản như vậy. Nếu nàng muốn chân chính có sức ảnh hưởng đối với Hạ Thiên, vậy lại càng không cách nào thuần túy. Y Tiểu Âm rất xoắn xuýt, căn phòng cách vách truyền đến âm thanh cũng làm cho nàng càng buồn bực hơn. Những chuyện có quan hệ với Hạ Thiên, luôn làm cho lòng nàng xảy ra biến hóa. Y Tiểu Âm đột nhiên đứng lên, mở cửa đi ra ngoài, nhưng sau đó, nàng lại quay trở về, một lần nữa đóng cửa phòng lại. Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Y Tiểu Âm hít một hơi thật sâu. Sau đó lấy ra điện thoại, nhận điện thoại. Ai vậy? Giọng của Y Tiểu Âm khôi phục sự lạnh lẽo. Chào cô, xin hỏi cô có phải là Y Tiên Tiểu Thư không? Đầu bên kia điện thoại là nữ nhân, âm thanh cũng rất khách khí. Ta là Y Tiểu Âm, Y Tiểu Âm trả lời. Chào Y Tiên Tiểu Thư, ta tên là Quan Duyệt, cha ta bị bệnh cấp tính. Lúc đầu, ta muốn đưa hắn đến bệnh viện Y Nhân Các, nhưng tình huống của cha ta tương đối xấu, chúng ta không dám di chuyển hắn. Không biết bây giờ, cô có rảnh đến khám bệnh tại nhà không? Quan Duyệt nói nhanh. Quan Tiểu Thư, cha ngươi ở đâu? Y Tiểu Âm hỏi. Cha ta ở Giang Hải, nghe nói cô đang ở Vọng Cảng, không biết cô có thể chạy tới đây không? Quan Duyệt vẫn lộ ra hết sức khách khí. Không cần, ta đang ở Giang Hải,
cho ta địa chỉ đi. Y Tiểu Âm cũng không hỏi nhiều, bây giờ, nàng đang rất bực bội, đang muốn đi tìm một ít chuyện để làm. Được rồi, Y Tiên Tiểu Thư, ta sẽ lập tức gửi địa chỉ cho cô. Trong giọng nói của Quan Duyệt có vẻ hưng phấn. Tốt, ta sẽ nhanh chóng đi qua đó. Y Tiểu Âm nói xong thì cúp điện thoại, sau đó, nàng lần nữa mở cửa ra khỏi phòng. Lần này, Y Tiểu Âm không chút do dự, đi thẳng tới trong một phòng khác, dùng tay đẩy một cái, cửa phòng mở ra. Triệu Thanh Thanh và Hạ Thiên không đóng cửa, mà Y Tiểu Âm cứ như vậy đứng ở cửa ra vào, nhìn Triệu Thanh Thanh đang tập yoga, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên. Ta muốn ra ngoài, người đi với ta một chuyến đi. Này, người dựa vào cái gì? Triệu Thanh Thanh hơi khó chịu nói, Y Tiểu Âm thật sự là cố ý tới quấy rầy nàng. Dựa vào ta là vợ của hắn, Y Tiểu Âm thản nhiên nói. Thôi đi, vợ gì, nói giống như ngươi nguyện ý ngủ với sư phụ vậy. Triệu Thanh Thanh rất bất mãn, nhưng cũng đành phải từ bỏ việc tập yoga, bắt đầu mặc quần áo vào. Vợ Y Y, nếu ngươi đã nói như vậy thì ta sẽ đi với ngươi. Hạ Thiên cũng từ bỏ dự định tiếp tục luyện tập yoga, đây là lần đầu tiên vợ Y Y thừa nhận là vợ của hắn. Tiến bộ rất lớn, đáng được thưởng, cho nên, hắn quyết định đi theo nàng. Sư phụ, ta đi chung với ngươi. Triệu Thanh Thanh đương nhiên sẽ không rời khỏi hắn như vậy. Hạ Thiên không phản đối, mà Y Tiểu Âm thật ra cũng không để ý đến chuyện kia. Dưới cái nhìn của nàng, có Triệu Thanh Thanh đi theo cũng là chuyện tốt, nàng có thể tiếp tục trên danh nghĩa là vợ của Hạ Thiên, về phần Hạ Thiên muốn làm loại chuyện đó thì để cho hắn đi tìm Triệu Thanh Thanh là được rồi. Leng keng. Y Tiểu Âm nhận được tin nhắn, chính là một địa chỉ, còn có lời nhắn của Quan Duyệt. Đi thôi, Y Tiểu Âm quay người ra khỏi phòng. Mấy phút sau, ba người tới khách sạn sảnh khách sạn. Sư phụ, ta để xe ở nơi đó. Triệu Thanh Thanh chủ động đi mở xe, bắt đầu xung phong làm tài xế lái xe, chỉ có điều, khi nàng phát hiện Y Tiểu Âm ngồi ở vị trí kế bên tài xế thì lập tức hơi không vui. Này, người thân là vợ của sư phụ ta, người nên ra sau ngồi với hắn chứ. Triệu Thanh Thanh tức giận nói, thật ra thì nàng vốn hy vọng Hạ Thiên ngồi bên cạnh nàng. Triệu Đại Tiểu Thư, có phải ngươi nên gọi ta một tiếng sư nương hay không? Y Tiểu Âm thản nhiên hỏi ngược lại. Thôi đi, ta cũng không phải đồ đệ chân chính của sư phụ, chúng ta gọi là biệt danh ngươi hiểu không? Triệu Thanh Thanh nhẹ hừ một tiếng, nàng sẽ không gọi sư nương gì đâu. Nếu đồ đệ ngươi đã không gọi ta là sư nương, thì ta không phải là vợ hắn, đương nhiên cũng có thể không ngồi với hắn. Y Tiểu Âm không chút hoang mang nói. Vậy ngươi chính là vợ giả. Triệu Thanh Thanh hừ một tiếng, sư phụ không đi ra ngoài với ngươi. Hắn nguyện ý đi ra ngoài với ta, nếu ngươi có ý kiến thì có thể không đi theo. Y Tiểu Âm cười nhạt một tiếng. Triệu Thanh Thanh lập tức buồn bực, Y Tiểu Âm này không chỉ lớn lên xinh đẹp hơn nàng một chút sao. Còn chảnh nữa. Triệu Đại Tiểu Thư, thật ra thì ta vẫn nên nhắc nhở ngươi một câu, ban đầu ở Kinh Thành. Ta và Triệu Vũ Cơ có danh tiếng tương đương nhau, mà cho dù là hiện tại, danh tiếng của ta và nàng ấy vẫn tương xứng, thậm chí, danh tiếng của ta còn lớn hơn. Y Tiểu Âm thản nhiên nói, dù sao ở trong mắt người khác, nàng ấy vẫn chỉ là một minh tinh mà thôi. Y Tiểu Âm dừng một chút, tiếp tục nói ra, đương nhiên, người nào đó mặc kệ danh tiếng và địa vị, hắn chỉ để ý khuôn mặt và dáng người. Triệu Thanh Thanh rất buồn bực, nàng đột nhiên phát hiện, bây giờ... Lực công kích của Y Tiểu Âm này cực mạnh, ý tứ rất rõ ràng, chính là nói Y Tiểu Âm nàng cùng một cấp bậc với Triệu Vũ Cơ. Xinh đẹp thì sao, vóc người đẹp thì thế nào? Ta cũng xinh đẹp, dáng người cũng tốt. Triệu Thanh Thanh nói thầm trong lòng, đương nhiên nàng cũng biết người nào đó trong miệng Y Tiểu Âm chính là sư phụ háo sắc Hạ Thiên kia của nàng. Mặc dù trong lòng không phục, nhưng Triệu Thanh Thanh không thể không thừa nhận hiện thực, bất luận là khuôn mặt, dáng người hay phong độ. Nàng cũng có khoảng cách nhất định so với Y Tiểu Âm. Nếu muốn so danh tiếng, nàng biết mình còn kém xa Y Tiểu Âm, không phải nói nàng không nổi tiếng. Mà ở trong mắt người khác, nàng vẫn chỉ thuộc về quần thể minh tinh, chuyện đó hoàn toàn khác với bác sĩ. Nói đơn giản, cho dù danh tiếng của nàng và Y Tiểu Âm không khác gì nhau thì địa vị cũng sẽ cách biệt một trời. Không sao, mặc dù Thanh Thanh ngươi không xinh đẹp bằng vợ Y Y, dáng người cũng kém vợ Y Y một chút. Nhưng ngươi tập yoga hơn vợ Y Y, hơn nữa, lại còn nghe lời hơn vợ Y Y. Lúc này, Hạ Thiên an ủi Triệu Thanh Thanh một câu. Nhưng lời an ủi kia càng làm cho Triệu Thanh Thanh cảm thấy còn không bằng không an ủi. Thật ra thì vợ Y Y ngươi nên học tập Thanh Thanh một chút,
nếu ngươi cũng nghe lời giống Thanh Thanh thì ta sẽ càng thích ngươi hơn. Hạ Thiên lập tức nói thêm. Nếu nghe lời giống như nàng ấy, vậy ta khác những nữ nhân kia ở chỗ nào? Y Tiểu Âm tức giận nói. Đương nhiên là có khác nhau, dáng dấp của ngươi không giống với các nàng, dáng người cũng không giống. Hạ Thiên nói rất chân thành. Y Tiểu Âm nhất thời hơi tức giận, đối với nam nhân này, chỗ có giá trị lớn nhất của nàng vẫn là khuôn mặt và dáng người, càng làm cho nàng bất đắc dĩ là y thuật mà nàng tự hào nhất, ở trước mặt hắn đúng là không đáng nhắc tới. Này, đến cùng đi đâu? Đưa địa chỉ cho ta. Bây giờ, Triệu Thanh Thanh nói với Y Tiểu Âm. Lần này, Y Tiểu Âm cũng rất phối hợp, đọc ra một địa chỉ, sau đó Triệu Thanh Thanh lấy điện thoại di động ra bắt đầu tìm hướng dẫn, vừa tìm, nàng đã dùng ánh mắt quái dị nhìn Y Tiểu Âm. Ngươi muốn đi xem bệnh sao? Triệu Thanh Thanh rất ngạc nhiên hỏi. Ta đi khám bệnh, kỳ lạ lắm sao? Y Tiểu Âm hỏi ngược lại. À, không kỳ lạ, chỗ đó thích hợp với ngươi. Ánh mắt Triệu Thanh Thanh lóe lên một tia giảo hoạt, sau đó không nói thêm gì nữa, giẫm chân ga, xe nhanh chóng chạy đi. Một đường còn rất thông thuận, một khắc đồng hồ sau, xe ngừng lại ở chỗ muốn đến. Ngươi không đi sai chỗ chứ? Y Tiểu Âm nhíu mày hỏi. Không sai. Không phải ngươi muốn khám bệnh sao? Ta cảm thấy chỗ này rất thích hợp với ngươi. Triệu Thanh Thanh hì hì cười một tiếng. Đúng rồi, nghe nói muốn đưa người vào bệnh viện tâm thần thì chỉ cần người nhà đồng ý là được. Sư phụ, người đưa nàng đến nơi đây, nhốt vào phòng tối đi. Vợ y y, nàng chạy tới bệnh viện tâm thần xem bệnh sao? Hạ Thiên cũng có chút ngạc nhiên, thật ra thì ta cũng cảm thấy đầu óc của nàng có thể không quá bình thường, nếu không thì sao nàng lại liên tục không nguyện ý bồi ta chứ? Nhưng lúc trước ta có xem qua cho nàng đúng là không có bệnh. Ngươi mới có bệnh, Y Tiểu Âm nghiến răng nghiến lợi, tên khốn kiếp kia nói mình là người bệnh tâm thần chân chính, mà bây giờ còn nói nàng có bệnh. Đương nhiên, Y Tiểu Âm rất buồn bực, lúc nữ nhân tên là Quan Duyệt kia gửi địa chỉ cho nàng, là cho bảng số phòng, mà nàng không ngờ nơi đó lại là một bệnh viện tâm thần. Y Tiểu Âm suy nghĩ một chút, lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Quan Duyệt. Tiểu thư Y Tiên, cô tới rồi sao? Ta đang ở cửa ra vào. Giọng của Quan Duyệt rất lịch sự, mà nàng ấy nói còn chưa dứt lời thì Y Tiểu Âm đã biết mình không đến nhầm nơi, bởi vì nàng đã thấy nữ nhân đó. Đó là một nữ nhân trẻ tuổi, chỉ hơn 20 tuổi, dáng vẻ rất bình thường, ăn mặc cũng rất bình thường, mà nàng lập tức cũng nhìn thấy Y Tiểu Âm, bởi vì Y Tiểu Âm vừa xuống xe. Kiểu nữ nhân xinh đẹp như tiên nữ như Y Tiểu Âm. Cho dù xuất hiện ở cổng bệnh viện tâm thần thì cũng lập tức thu hút sự chú ý của người khác, cho nên nữ nhân kia đã lập tức phát hiện Y Tiểu Âm, sau đó ngay lập tức chạy qua bên này. Chào Y Tiên tiểu thư, ta là Quan Duyệt. Nữ nhân đó rất nhanh đã tới trước mặt Y Tiểu Âm, cha ta đang ở trong, tình huống tương đối khẩn cấp, bây giờ cô có thể đi vào với ta hay không? Được, dẫn đường đi. Mặc dù Y Tiểu Âm có chút nghi ngờ đối với việc đó, nhưng bởi vì cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn. Nàng không lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Huống chi còn có Hạ Thiên ở đây, mặc kệ có xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì thì đều không phải là chuyện lớn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 103.